Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 104. Nghe Tịnh Sơ nói vậy, Phục Võ gật đầu, sau đó quay người đi về phía Tịnh Sơ, vậy thì đánh chết ngươi trước. Nói rồi bà ta xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, giây tiếp theo, người bà ta đột nhiên run lên rồi biến mất tại chỗ. Xa xa, Tịnh Sơ không né không tránh, để cho Phục Võ đâm kiếm vào bụng mình, mà gần như đồng thời, bà ta đưa hai tay ra ôm lấy Phục Võ, trong tích tắc, cơ thể và linh hồn bà ta bốc cháy, không chỉ vậy, giữa chân mày bà ta còn bay ra một ngọn lửa đỏ tím, ngọn lửa ấy bao trùm lấy hai người. Đồng quy vô tận. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Dưới ngọn lửa, sự sống của Tịnh Sơ và Phục Võ đang dần biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tay phải Phục Võ cầm kiếm rồi xoay tròn, kiếm không ngừng đâm sâu vào cơ thể Tịnh Sơ, nhưng Tịnh Sơ vẫn ôm chặt bà ta, thề chết cùng với bà ta, ngọn lửa vẫn đang bốc cháy hừng hực. Hai người phụ nữ đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này có một luồng sáng màu vàng từ trên trời phóng xuống, đánh vào ngọn lửa. Bùm! Ngọn lửa dập tắt, hai người phụ nữ bị buộc phải tách ra. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một khoảng sáng màu vàng, một người đàn ông trung niên từ tốn bước ra. Ông ta mặc long bào, eo thắt đai bạch ngọc, sải bước đi uy nghiêm như một vị thần, hùng dũng bá đạo. Thấy người tới, mọi người đều thắc mắc. Trong bóng tối, Vu Dịch trầm giọng nói, Tông Thánh Vương ra tay làm gì? Ông lão phía sau cô ta đáp, chắc là không muốn quan chấp hành đứng đầu Phục Võ cứ vậy chết đi, nếu có thể khiến bà ta làm việc cho hoàng tộc Đại Vu chúng ta thì còn giá trị hơn cả việc có được toàn bộ thần vật của nền văn minh thiên hành. Dù sao bây giờ cả hai bọn họ đều đang bị thương nặng, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ cũng không còn sức chiến đấu nữa. Vu Dịch im lặng. Đúng thế, nếu có thể khiến Phục Võ làm việc cho hoàng tộc Đại Vu thì thật sự cực kỳ có lợi cho hoàng tộc Đại Vu. Thực lực của Phục Võ thực sự quá nghịch thiên. Nhưng trực giác nói cho cô ta biết, thực lực của Phục Võ như thế thì bà ta phải kiêu ngạo cỡ nào. Làm sao có thể dễ dàng khuất phục trước người khác được. Nhưng cứ thử xem thế nào, dù sao bây giờ cả hai quan chấp hành đứng đầu này đều đã thế suy sức yếu. Dường như nghĩ đến gì đó, cô ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân phía xa. Sau khi Tông Thánh Vương xuất hiện, ánh mắt đã luôn nhìn vào Phục Võ. Ông ta cười khẽ, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, xin thứ lỗi cho ta mạo muội ra tay, chỉ là ta cảm thấy nếu bà cứ chết đi như vậy thì hời cho nền văn minh thiên hành quá. Tiếp theo đây, bà cứ việc đi tìm bọn họ trả thù đi. Phục Võ từ từ đứng lên, bà ta không để ý đến Tông Thánh Vương mà nhìn Tịnh Sơ nơi cách đó không xa, ông ta không ra tay thì ngươi cũng không giết được ta đâu. Vừa dứt lời, một luồng kiếm thế cực kỳ hung hãn bộc phát ra từ cơ thể bà ta. Giữa đầu mày bà ta xuất hiện một chiếc gương, trong chiếc gương có ngọn lửa bốc cháy hừng hực như mặt trời ban trưa. Gương thần chiếu. Có cường giả nền văn minh thiên hành ngạc nhiên thốt lên. Gương thần chiếu. Thần vật đứng thứ hai trong 10 thần vật của nền văn minh thiên hành, được quan chấp hành đứng đầu truyền từ đời này sang đời khác, bên trong có chứa âm hỏa thiên hành, được hình thành từ đạo hỏa thiên hành, uy lực chỉ đứng sau đạo hỏa thiên hành trong tay thiên hành chủ. Ngoài ra, gương thần chiếu còn có một năng lực đáng sợ, đó là có thể áp chế tất cả lửa thiên hành ngoài đạo hỏa thiên hành. Tịnh Sơ muốn dùng lửa để đồng quy vô tận với bà ta là điều không thể. Nhưng bà ta cũng là một người kiêu ngạo, từ khi giao đấu với Tịnh Sơ chưa từng dùng đến âm hỏa thiên hành. Mà vừa rồi Tịnh Sơ sử dụng lửa thiên hành để đồng quy vô tận đã đồng nghĩa với việc Phục Võ cũng có thể dùng lửa. Phục Võ nói xong câu đó thì quay người tiếp tục đi về phía tổ thạch luân hồi. Bà ta nói, nền văn minh thiên hành ngược đãi ngươi đến chết, vậy ta sẽ khiến cả nền văn minh thiên hành phải chết vì ngươi. Đúng lúc này, Tịnh Sơ nằm cách đó không xa hít sâu một hơi, tuy rất khó khăn nhưng bà ta vẫn từ từ gắng gượng đứng dậy, lúc này bụng bà ta vẫn đang cắm một thanh kiếm, toàn thân đầy vết kiếm, đã thành người máu từ lâu, đứng cũng không vững. Bà ta bước từng bước về phía Phục Võ, mỗi bước đi đều sẽ để lại một dấu chân đẫm máu. Lúc này, một ông lão của nền văn minh thiên hành đột nhiên bước ra, nhìn Tịnh Sơ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, run rẩy nói, quan chấp hành đứng đầu, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Tịnh Sơ nhìn Phục Võ phía xa, chậm rãi cất bước đi tiếp, Tịnh Sơ ta thề với trời, thể hiện ý chí của ta, trước kẻ địch mạnh không hề sợ hãi,
bảo vệ thần dân, thà chết chứ không đầu hàng. Chỉ cần phía sau còn một người dân thì ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Lời tuyên thề của quan chấp hành đứng đầu. Khi Tịnh Sơ đọc lời tuyên thề của quan chấp hành đứng đầu này, vô số cường giả của nền văn minh thiên hành không kìm nén được nữa mà bật khóc. Quan chấp hành đứng đầu, thần hộ mệnh của nền văn minh thiên hành. Chỉ cần nền văn minh thiên hành vẫn còn một người dân còn sống thì họ vẫn sẽ chiến đấu đến chết. Trong mắt Nhất Niệm, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Phục Võ dừng bước, bà ta đã từng đọc tuyên, nhưng bây giờ... Bà ta lắc đầu, tiếp tục đi về phía tổ thạch luân hồi, giữa hai hàng lông mày của bà ta có âm hỏa thiên hành bốc cháy hừng hực. Tổ thạch luân hồi không chạy, vì nó biết chẳng thể thoát được, nó chỉ cảm thấy rất bức bối, hai người dân gây chuyện, vì sao người bị thương lại là mình. Nhưng vào lúc này, một sức mạnh bí ẩn đột nhiên xuất hiện giữa đất trời, sau đó một luồng sáng xanh lục đột nhiên bay ra từ cơ thể Diệp Quân, chắn trước mặt Phục Võ. Trong ánh sáng xanh lục là một cái cây, cây sinh mệnh thiên hành. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, sao cây sinh mệnh thiên hành lại xuất hiện? Chẳng lẽ đến để nộp mạng? Phục Võ nhìn chằm chằm cây sinh mệnh thiên hành, kiếm trong tay bà ta khẽ rung. Cây sinh mệnh thiên hành lên tiếng, Phục Võ, khi xưa ngươi đã từng dùng quả hạch của mình để thề trước mặt ta. Thân là con dân nền văn minh thiên hành, cả đời chiến đấu vì nền văn minh thiên hành. Mà bây giờ ngươi đang định làm trái lời thề của mình ư? Phục Võ nhìn thẳng vào cây sinh mệnh thiên hành, không chút do dự đáp phải. Cây sinh mệnh thiên hành im lặng một lát rồi bảo, kẻ làm trái lời thề đều sẽ bị lời thề trừng phạt. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng màu đen đáng sợ ngưng tụ từ trong đất trời, sau đó từng luồng sức mạnh bí ẩn dâng lên từ nơi sâu trong cơ thể Phục Võ. Bà ta đột nhiên trợn tròn hai mắt, mặt mũi vặn vẹo. Chịu đựng nỗi đau cực lớn. Lời thề của nền văn minh thiên hành có tính ràng buộc, hơn nữa trước đây bà ta lập lời thề hoàn toàn tự nguyện, không hề bị ép buộc, cho nên sức mạnh phản phệ của lời thề càng đáng sợ hơn. Lời thề trừng phạt. Nhưng lúc này Phục Võ lại đưa tay phải ra, cắm mạnh vào bụng mình, lấy quả hạch của mình ra, bà ta nhìn thẳng cây sinh mệnh thiên hành, gằn giọng nói, đời này ta không còn là người dân của nền văn minh thiên hành nữa, nói xong bà ta nắm chặt tay phải. Bùm! Quả hạch vỡ tan. Lời thề bị phá vỡ. Nhưng sự sống của bà ta bắt đầu giảm đi nhanh chóng. Nhiều nhất là hai khắc nữa, bà ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Không vào luân hồi, không thể tái sinh. Không còn là con dân của nền văn minh thiên hành nữa. Khoảnh khắc Phục Võ tự tay bóp vỡ quả hạch của mình, sắc mặt tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đang có mặt đều trở nên tái nhợt. Tự tuyển đường lui của mình, không trở lại cơ hội sống. Tất cả cường giả của nền văn minh thiên hành đều không ngờ Phục Võ lại bóp vỡ quả hạch của mình để tiêu diệt nền văn minh thiên hành. Nhất Niệm thở dài, nắm chặt tay Diệp Quân, trong mắt cô ta hiện lên vẻ phức tạp. Diệp Quân im lặng. Hắn cũng hơi bất ngờ trước việc làm này của Phục Võ, hắn biết bà ta chưa từng nghĩ đến việc sống tiếp. Ha ha! Lúc này, Tự Oánh bỗng bật cười lớn tiếng. Cường giả của nền văn minh thiên hành đều nhìn Tự Oánh với vẻ mặt khó hiểu. Tổ thạch luân hồi đã tuyệt vọng rồi. Bây giờ nó chẳng còn quan tâm liệu Tự Oánh có gây sự hay không, dù sao sự việc đã không thể xoay chuyển được nữa. Chờ chết đi! Diệp Quân nhìn Tự Oánh đang cười điên cuồng cách đó không xa, người dân này đúng là không được bình thường cho lắm. Phục Võ phất lờ Tự Oánh, bà ta chậm rãi đi về phía tổ thạch luân hồi, mà lúc này, hai luồng ánh sáng xanh đột nhiên bay ra từ tổ thạch luân hồi, là hai người phụ nữ. Khi nhìn thấy hai người phụ nữ này, Phục Võ dừng lại. Tư Hỏa, Phượng Đông, quan chấp hành. Năm xưa khi bà ta giao chiến với thiên hành chủ Tự Oánh và các cường giả, có bốn quan chấp hành về phe bà ta, trong đó có hai người tử trận. Mà hai người trước mặt chính là hai người đã tử trận khi ấy. Bây giờ họ cũng chỉ là tàn ảnh. Tư Hỏa nhìn Phục Võ như đã hóa thành kẻ điên với vẻ mặt phức tạp, đại tỷ. Đại tỷ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng gọi đại tỷ này khiến nước mắt Phục Võ tuôn rơi. Năm xưa, khi bà ta bị toàn bộ cường giả của nền văn minh thiên hành bao vây tấn công, bốn vị quan chấp hành đã bất chấp tính mạng bảo vệ bà ta. Mà hai người trước mắt lại còn tử trận.
Bây giờ gặp lại người cũ, sao bà ta có thể không cảm động? Tư Hỏa nhìn cảnh tượng xung quanh với vẻ hơi ngơ ngác, sau đó bà ta nhìn Phục Võ khẽ nói, đại tỷ, ta và Phượng Đông đi theo tỷ cả đời, đến lúc chết cũng chưa từng cầu xin tỷ bất cứ chuyện gì, bây giờ chúng ta muốn cầu xin tỷ một chuyện, đừng hủy diệt nền văn minh thiên hành, được không? Nước mắt trào ra từ đôi mắt Phục Võ như nước tràn bờ đê, bà ta nắm chặt hai tay. Đại tỷ. Lúc này, lại một giọng nói khác vang lên. Cách đó không xa có hai cường giả đang đi tới, một nam một nữ. Người nam chính là con dân được bà ta giải cứu từ trên tế đàn lúc nãy, tên là Dung Khâu, còn người nữ mặc váy đen, tên là Vân Đàn. Hai người này đều đã từng là quan chấp hành, cũng là người đi theo Phục Võ hồi đó. Trong trận chiến năm ấy, Tư Hỏa và Phượng Đông chết trận, Dung Khâu bị cầm tù, Vân Đàn bỏ trốn. Hôm nay đều đã tề tựu. Dung Khâu nhìn Phục Võ, làng đau như cắt, đại tỷ, ta cũng hận Tự Oánh, cũng hận hai vị thượng thần năm đó, cũng hận những người dân đã đuổi giết tỷ năm đó, nhưng ta không hận nền văn minh thiên hành, hơn nữa chuyện khi đó không liên quan gì đến những người dân hiện tại, họ không phạm sai lầm gì cả, họ không nên gánh chịu những chuyện này. Nước mắt Phục Võ không ngừng tuôn rơi, một lúc lâu sau bà ta mới chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt, nhưng chàng ấy phạm phải lỗi lầm gì. Chàng ấy chẳng sai gì cả, thế nhưng nền văn minh thiên hành lại đối xử với chàng ấy như thế. Nói rồi bà ta nhìn Dung Khâu cầu xin, mọi người tránh ra đi, coi như đại tỷ cầu xin mọi người, có được không? Dung Khâu lắc đầu. Bốn vị cựu quan chấp hành đứng thẳng tắp trước tổ thạch luân hồi như mũi lao. Họ như huynh đệ tỷ muội ruột thịt của Phục Võ, cho dù năm xưa Phục Võ phạm pháp, họ cũng không chút do dự đứng về phía bà ta, cùng bà ta chống lại cả nền văn minh thiên hành. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy diệt nền văn minh thiên hành. Hơn nữa đời trước phạm sai lầm, sao có thể để người dân đời này gánh chịu? Người dân đời này không sai. Thấy bốn quan chấp hành đứng đó không lùi lại, Phục Võ đau khổ cúi xuống, cầu xin, mọi người đừng ép ta. Từng luồng khí thế đáng sợ không ngừng tuôn ra từ cơ thể bà ta, nhưng không hề tới gần bốn vị quan chấp hành. Dung Khâu cũng chảy nước mắt, ông ta nhìn con dân nền văn minh thiên hành xung quanh, giờ phút này, ai nấy đều tái mặt, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Dung Khâu theo Phục Võ tới đây nên đã tận mắt chứng kiến trong trận chiến này đã có quá nhiều người dân phải chết. Ông ta hơi mờ mịt nói, ta cũng không sợ sự việc lại thành ra thế này. Xin lỗi mọi người. Nói rồi ông ta lại nhìn Phục Võ ở nơi cách đó không xa, nhẹ nhàng bảo, đại tỷ, ta không ép tỷ nữa. Bùm! Vừa dứt lời, thân thể và linh hồn của ông ta đột nhiên bốc cháy, biến mất với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Mà ở bên cạnh ông ta, quan chấp hành Vân Đàn cũng thiêu cháy thân xác và linh hồn. Từ xưa đến nay, trung thành và nghĩa khí luôn khó mà vẹn cả đôi đường. Họ bị kẹt ở giữa, có thể làm gì được đây? Chỉ có chết thôi. Chỉ trong tích tắc, quan chấp hành Vân Đàn và Dung Khâu đã trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phục Võ đột nhiên thay đổi, bà ta như phát điên lao tới trước mặt hai quan chấp hành, ấn tay phải xuống, một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế ngọn lửa trên người Vân Đàn và Dung Khâu lại, cùng lúc đó bà ta mau chóng đỡ hai người đang từ từ ngã xuống dậy, run rẩy nói, Dung Khâu, Vân Đàn, ta không hủy diệt nữa, ta không hủy diệt nền văn minh thiên hành nữa. Nghe Phục Võ nói thế, Dung Khâu từ từ mở mắt ra. Trên khuôn mặt trắng bệch của ông ta hiện lên một nụ cười, đại tỷ. Phục Võ ôm chặt lấy họ, khóc nói, ta không diệt nữa, không sự không hủy diệt nữa. Nói rồi bà ta ngẩng đầu nhìn Tư Hỏa và Phượng Đông bên cạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, xin lỗi. Thực sự xin lỗi, năm xưa đại tỷ không bảo vệ được các muội. Tư Hỏa cười, chúng ta chưa từng trách đại tỷ, chỉ tiếc là không thể đi trộm quả sinh mệnh thiên hành cùng đại tỷ được nữa rồi. Còn nhớ năm xưa, mỗi lần bị bắt đều là đại tỷ nhận tội thay chúng ta. Chớp mắt đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Phục Võ như nhớ lại chuyện cũ, trên môi lần đầu tiên xuất hiện nụ cười, đúng thế, đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Nói xong bà ta đột nhiên đứng dậy đi tới trước tổ thạch luân hồi, chậm chậm quỳ xuống khẽ nói, tổ thạch, mọi lỗi lầm đều là lỗi của ta, xin ngươi để họ được luân hồi chuyển kiếp, tái sinh lại làm con dân. Tổ thạch luân hồi đáp ngay, được.
Phục Võ đột nhiên tháo khăn che mặt của mình xuống, bà ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn che mặt đã nhuộm thành màu máu của mình, chiếc khăn này là ông ấy tặng cho bà. Bà ta nhìn một hồi rồi đột nhiên cười ngây ngô, ngâm nga khe khẽ. Đi thì đi, chúng ta yêu nhau vạn năm, nếu ai chết khi 9.000 tuổi thì chờ người kia 1.000 năm trên đường luân hồn. Tiếc là, ta không được luân hồi, xin lỗi chàng, ta đã thất hứa. Đừng chờ ta nữa. Nói xong thân thể và linh hồn bà ta đột nhiên bốc cháy. Thiêu đốt thân xác. Thiêu đốt linh hồn. Tìm đến cái chết. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Sung Khâu và mấy vị quan chấp hành cách đó không xa đều thay đổi. Bọn họ điên cuồng lao về phía Phục Võ đang bốc cháy hừng hực. Nhưng khi họ chỉ còn cách Phục Võ chừng 10 trượng nữa thì bị một sức mạnh bí ẩn ngăn lại, không thể tiến lên nửa bước. Mấy quan chấp hành chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Võ dần trở nên mờ ảo. Hai mắt Sung Khâu hằn lên tia máu, ông ta cố gắng phá sức mạnh ấy nhưng tất cả đều vô ích. Đúng lúc này, Tự Oánh đột nhiên xòe bàn tay ra, một con ấn màu pha lê xanh hiện lên trong lòng bàn tay bà ta, Phục Võ. Xa xa, Phục Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tự Oánh, khi nhìn thấy con ấn kia, người bà ta như bị điện giật. Bên trong con ấn ấy có một hồn phách yếu ớt. Nhìn thấy hồn phách yếu ớt đó, người Phục Võ bắt đầu run lên. Thấy thế, Diệp Quân và Nhất Niệm nhìn nhau, hai người đều hơi bất ngờ, đương nhiên họ có thể đoán được hồn phách mờ nhạt đó là ai. Thì ra khi xưa vị thiên hành chủ này không quá quyết tuyệt. Vậy bà ta có ý gì? Không chỉ Diệp Quân và Nhất Niệm khó hiểu mà những cường giả nền văn minh thiên hành có mặt cũng ngơ ngác. Thiên hành chủ Tự Oánh đang làm cái quái gì vậy? Tự Oánh nhìn Phục Võ, cười khẽ, ta cứ tưởng ngươi vô tình vô nghĩa, ích kỷ tự lợi. Không ngờ ngươi không vô tình vô nghĩa, chỉ là ngươi chưa bao giờ coi chúng ta là tỉ muội thôi. Nói rồi bà ta xòe tay ra, con ấn chậm chậm bay tới trước mặt Phục Võ, Phục Võ nhìn con ấn, tay không tự chủ được run lên. Dần dần Tự Oánh không còn nhìn Phục Võ đang run rẩy nữa mà ngẩng đầu nhìn thần cảnh thiên hành đã bị phá nát, nhẹ nhàng nói, sư phụ, xin lỗi người, con không quản lý được nền văn minh thiên hành. Bùm! Linh hồn bà ta chợt bốc cháy. Tự tìm cái chết. Không vào đá luân hồi. Tất cả con dân nền văn minh thiên hành đều bị sốc. Đúng lúc này, Nhất Niệm ở đằng xa đột nhiên đá lên tổ thạch luân hồi, sốt ruột nói, mau cứu họ đi. Á! Tổ thạch luân hồi hoàn hồn, vội vàng phóng ra một luồng sức mạnh bí ẩn, giữ Tự Oánh đã gần như bị thiêu rụi lại. Tổ thạch luân hồi run rẩy nói, may quá, con dân này suýt nữa thì không còn lại gì. Nghe vậy, Nhất Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như nghĩ tới điều gì, cô ta ngẩng đầu nhìn Phục Võ cách đó không xa, lúc này cơ thể bà ta đã trở nên ngày càng mờ ảo. Nhất Niệm lại đá tổ thạch luân hồi, còn bà ấy nữa. Tổ thạch luân hồi trầm giọng, ta không làm gì được với người dân này hết, bởi vì bà ấy đã bóp nát quả hạch rồi. Đúng lúc này, cây sinh mệnh thiên hành đằng xa đột nhiên rung lên, phóng ra sức mạnh sinh mệnh. Chẳng mấy chốc, thời không trước mặt Phục Võ rung lên, một lát sau, mảnh vỡ quả hạch bị bà ta bóp vỡ lúc trước hợp lại với nhau rồi ngưng tụ lại từng chút. Chẳng bao lâu, quả hạch của Phục Võ đã được cây sinh mệnh thiên hành ngưng tụ lại. Quả hạch đó từ từ bay tới trước mặt Phục Võ. Phục Võ nhìn quả hạch lắc đầu. Cây sinh mệnh thiên hành nói, người dân Phục Võ, người nhìn kỹ linh hồn trong con ấn này đi. Nghe vậy, Phục Võ lại nhìn linh hồn đó. Bà ta phát hiện trong bụng linh hồn ấy có một quả hạch. Phục Võ sừng sốt, vội nhìn cây sinh mệnh thiên hành với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cây sinh mệnh thiên hành khẽ thở dài, năm xưa khi hắn sắp ra đi, Tự Oánh đã cứu hắn. Ta cũng vừa mới biết chuyện này, bởi vì năm xưa Tự Oánh từng đến tìm ta cầu xin một quả hạch thuần khiết, khi đó ta không hiểu bà ấy xin quả hạch thuần khiết làm gì. Nhìn thấy linh hồn này ta mới hiểu, thì ra bà ấy xin cho người đàn ông ngoại tộc này. Một là để cứu hắn, hai là muốn hắn trở thành một thành viên của nền văn minh thiên hành chúng ta, như vậy bà ấy sẽ không vi phạm thần pháp, mà hai người lại có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Phục Võ ngỡ ngàng, sau đó run rẩy nói, vì sao, bà ấy, không nói với ta sớm hơn. Cây sinh mệnh thiên hành nói, có lẽ là giận ngươi, khi xưa bà ấy hỏi ngươi tỉ muội và người đàn ông ngoại tộc này ai quan trọng hơn. Ngươi đã trả lời bà ấy thế nào? Những giọt nước mắt đã ngừng rơi của Phục Võ lại một lần nữa tuôn ra,
Khi xưa bà ta nổi giận nên lúc trả lời Tư Oánh câu hỏi này đã nói ra lời rất tổn thương Tư Oánh. Cây sinh mệnh thiên hành nói tiếp, tuy linh hồn này đã kết hợp với quả hạch, nhưng bây giờ vẫn vô cùng yếu, hơn nữa quả hạch còn bài xích linh hồn hắn nên cần đưa hắn vào cơ thể ta, để sức mạnh sinh mệnh nuôi dưỡng hắn, từ từ xóa đi sự bài xích trong linh hồn hắn. Phục Võ nhìn cây sinh mệnh thiên hành, bà ta muốn nói lại thôi, đúng lúc này có sự thay đổi xảy ra, Tông Thánh Vương trên bầu trời đột nhiên biến mất tại chỗ. Một chùm ánh sáng vàng phóng xuống chỗ Phục Võ. Uy thế cường đại hủy diệt thiên địa. Thấy Tông Thánh Vương bất chợt ra tay, các cường giả của nền văn minh thiên hành đều kinh hãi. Tông Thánh Vương nhìn chằm chằm Phục Võ, trong mắt ông ta không giấu được sát khí. Ông ta vốn định lôi kéo Phục Võ về nền văn minh vô gian, nhưng bây giờ xem ra đã không thể nữa rồi, nếu vậy thì ông ta sẽ ra tay quả quyết, bởi vì một khi Phục Võ hồi phục thương thế, bắt tay cùng quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ thì sẽ tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với nền văn minh vô gian. Phải nhân lúc Phục Võ bị thương nặng, diệt trừ bà ta luôn. Ngoài ra, hôm nay cũng phải hủy diệt nền văn minh thiên hành này. Còn tổ thạch luân hồi và cây sinh mệnh thiên hành, nền văn minh vô gian nhất định phải có. Khi Tông Thánh Vương vừa lao tới trước mặt Phục Võ thì một tàn ảnh bất ngờ ấp vào ông ta thật mạnh. Đoàng! Ánh sáng vàng vỡ tan, Tông Thánh Vương bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Ông ta ngẩng đầu thì thấy phía sau Phục Võ có một người phụ nữ đang đứng, chính là quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ. Cơ thể Tịnh Sơ nứt ra, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, sắc mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy, không một chút huyết sắc, gần như đã cạn kiệt sức lực. Tông Thánh Vương nheo mắt lại, sát ý kinh người. Hôm nay dù thế nào cũng phải loại bỏ hai quan chấp hành đứng đầu này, nếu không sau này nền văn minh vô gian sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi vì thực lực của hai người quá yêu nghiệt, nếu để họ khôi phục nguyên khí. Nghĩ đến đây, Tông Thánh Vương nắm chặt tay lại, khi ông ta nắm tay, một luồng sáng màu vàng phát ra từ lòng bàn tay ông ta, trong tích tắc, ông ta bắn ra như quả đạn pháo, lao thẳng về Tịnh Sơ đang ở cách đó không xa. Sức mạnh đáng gờm một lần nữa phá vỡ thời không thần cảnh thiên hành vừa mới khôi phục. Thấy Tông Thánh Vương lại xông tới, trong mắt Tịnh Sơ hiện lên vẻ quyết tâm. Mà lúc này, Phục Võ chợt nắm lấy quả hạch đã được sửa lại, nhét vào trong người, tiếp đó bà ta quay người lại chém mạnh xuống. Đùng! Ánh sáng vàng vỡ tan, Phục Võ và Tông Thánh Vương đồng thời lùi lại liên tục. Mỗi người đều lùi lại cả gần vạn trượng. Phục Võ vừa mới dừng lại, khóe miệng đã trào máu tươi, lúc này bà ta và Tịnh Sơ đều đã bị thương nặng, đối mặt với Thánh Vương tràn đầy năng lực đến từ vũ trụ vô gian này, đương nhiên họ đang ở thế bất lợi. Tông Thánh Vương cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm có một vết kiếm sâu hóm, sắc mặt ông ta bỗng trở nên âm trầm. Ông ta từ từ ngẩng đầu nhìn Phục Võ, sát ý trong mắt càng rõ ràng hơn. Tông Thánh Vương lại nắm tay phải lại lần nữa. Một luồng ánh sáng vàng khủng khiếp bộc phát ra từ cơ thể ông ta, trong ánh sáng vàng ấy có chứa vô số phù văn bí ẩn mỏng như cánh ve, mỗi phù văn đều chứa sức mạnh đáng sợ. Đối mặt với luồng sáng này, trong mắt Phục Võ hiện lên vẻ tàn nhẫn, bà ta không lùi mà tiến, hai tay cầm kiếm rồi chém mạnh về phía trước. Kiếm quang như thác nước. Ầm ầm. Thanh kiếm chém mạnh xuống, luồng ánh sáng vàng bị chém vỡ tan. Nhưng sức mạnh cường đại bộc phát ra cũng khiến Phục Võ phải lùi lại liên tiếp. Trong lúc lùi lại, miệng Phục Võ không ngừng phun ra máu tươi. Diệp Quân đang định ra tay thì lúc này Vu Dịch bỗng hiện thân trên bầu trời, hét lên chỉ vào Diệp Quân bên dưới, Tông Thánh Vương, giết người này trước đã. Diệp Quân nghe vậy thì nổi giận, mẹ kiếp, lão tử làm gì cô hả? Sao cô lại hận ta như thế? Cứ làm như hắn ngủ với cô ta rồi chối bỏ vậy. Tông Thánh Vương nhìn Diệp Quân, thấy cảnh giới của hắn quá thấp thì không để ý, phất tay một cái, một luồng ánh sáng vàng bay về phía Diệp Quân. Diệp Quân sầm mặt, đang định ra tay thì lúc này tổ thạch luân hồi bên cạnh bỗng lao vào luồng sáng đó. Ánh sáng vàng vỡ vụn, tổ thạch luân hồi bay đi rất xa, cuối cùng vừa vặn lăn uống dưới chân Diệp Quân, kêu thảm, ta đau quá, ta sắp chết rồi. Diệp Quân. Nhất Niệm nhoẻn miệng cười, cô ta biết tổ thạch luân hồi tơ tưởng đến tướng công của mình, cô ta không khỏi nhìn Diệp Quân bên cạnh với vẻ chờ mong. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Vu Dịch, đối phương lúc này cũng đang nhìn hắn, kẻ thù nhìn nhau, ghen ghét đỏ mắt.
Vu Dịch nhìn Diệp Quân, lại nói, Tông Thánh Vương, trên người tên này có một thanh thần kiếm và một tòa tháp nhỏ, đều là báu vật nhân gian. Tông Thánh Vương đột nhiên biến mất tại chỗ, đi thẳng tới chỗ Diệp Quân. Ông ta vốn định giải quyết Phục Võ và quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ trước, dù sao hai người này có uy hiếp lớn hơn. Nhưng nghe Vu Dịch nói thế, ông ta vẫn chọn nể mặt cô ta, giải quyết Diệp Quân trước, dù sao Phục Võ và Tịnh Sơ đã cạn kiệt sức lực, lát nữa giết cũng được. Hơn nữa người đàn ông kiếm tu nhân loại này rất yếu, có thể giết chết dễ dàng. Thấy Tông Thánh Vương lao về phía mình, Diệp Quân nheo mắt lại, trong cơ thể hắn tuôn ra vô số kiếm ý. Tổ Thạch Luân Hồi điên cuồng truyền âm huyền khí cho Phục Võ và Tịnh Sơ, mau cứu hắn. Đây là cơ hội tốt của nền văn minh thiên hành đấy. Nền văn minh thiên hành được cứu rồi. Giọng nó đầy hưng phấn và kích động giống như được tiêm máu gà vậy. Ngu xuẩn. Khi Tổ Thạch Luân Hồi phấn khích thì Thế Tông lại tái mặt, dậm chân, động vào tên này làm gì cơ chứ? Nhất Điện Chủ từng dặn dò ông ta, khi bà ta chưa hiện thân, ác đạo minh không được động đến Diệp Quân, hiện tại thực lực của người phụ nữ váy trắng là vô địch vũ trụ này, không phải người mà bọn họ có thể đối đầu. Đương nhiên ông ta tin lời Nhất Điện Chủ nói. Nhưng ông ta không ngờ đầu óc Vu Dịch có vấn đề, không giết nền văn minh thiên hành mà lại đòi giết Diệp Quân trước. Chết tiệt! Thế Tông thật sự suýt nữa thì tức ói máu. Vì trước đây Diệp Quân có thù với nền văn minh thiên hành, nên từ đầu đến giờ Diệp Quân đều không có ý định ra tay. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để bọn họ diệt trừ nền văn minh thiên hành. Ra tay với Diệp Quân vào lúc này, nếu nền văn minh thiên hành nhân cơ hội này trợ giúp Diệp Quân thì chẳng khác nào đang giúp nền văn minh thiên hành. Mà lúc này, ông ta đã thấy Phục Võ và Tịnh Sơ cùng nhau hợp lực, hai người phụ nữ đồng thời chắn trước mặt Diệp Quân. Ầm ầm. Tông Thánh Vương bị hai người phụ nữ đẩy lùi liên tục, nhưng hai người phụ nữ cũng phun ra vài ngụm máu, bị thương cực kỳ nặng. Tuy bọn họ không biết lai lịch của Diệp Quân, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được lai lịch của hắn không bình thường, vì thế khi Tổ Thạch Luân Hồi truyền âm cho họ, họ không chút do dự mà dứt khoát ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy hai người phụ nữ ra tay giúp đỡ, sắc mặt Thế Tông chợt xám xịt u ám, trong lòng như có trăm vạn con ngựa đang phi nước đại. Ông ta thực sự sắp điên rồi. Động đến kẻ mạnh ba đời này làm gì cơ chứ? Thế Tông thật sự muốn bóp chết Vu Dịch, đương nhiên sau khi bình tĩnh lại, ông ta cũng hiểu người phụ nữ này muốn có tháp và kiếm của Diệp Quân. Nhưng tấn công Diệp Quân vào lúc này thật sự không khôn ngoan chút nào. Bởi vì một khi Diệp Quân giúp nền văn minh thiên hành thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Khâu Bạch Y dùng mạng để đổi lấy mối thù giữa Diệp Quân và nền văn minh thiên hành, bây giờ. Nghĩ đến điều này, tim ông ta lại nhỏ máu. Nhưng vào lúc này, Vu Dịch nhìn thấy hai người phụ nữ cùng giúp đỡ Diệp Quân, sắc mặt cô ta cũng trở nên u ám, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, Tông Thánh Vương. Tông Thánh Vương lắc đầu, Vu Dịch điện hạ, nhiệm vụ cấp bách hiện tại là loại trừ hai quan chấp hành đứng đầu kia. Vu Dịch nói, ta đã dùng lệnh Thánh Vương, nhiều nhất là một khắc nữa các Thánh Vương sẽ đến đây. Lệnh Thánh Vương. Tông Thánh Vương nhíu mày không vui, bởi vì theo ông ta thấy, ông ta hoàn toàn có thể giải quyết được mọi vấn đề trước mắt. Nhưng ông ta cũng không nhiều lời, lại nhìn Diệp Quân bên dưới rồi hóa thành kim quang vạn trượng lao về phía Diệp Quân. Nếu các ngươi đã muốn bảo vệ nhân loại này thì ta sẽ giết hắn, xem các ngươi có bảo vệ được không. Thấy Tông Thánh Vương lao xuống, Phục Võ và Tịnh Sơ cùng tiến lên một bước. Một quyền. Một kiếm. Đùng đoàng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng khắp đất trời, sau đó Tông Thánh Vương một lần nữa bị đẩy lùi, nhưng Phục Võ và Tịnh Sơ cũng đồng thời từ từ ngã xuống. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, đương nhiên họ không sợ Tông Thánh Vương, nhưng lúc này họ đã cạn kiệt sức lực, làm sao có thể đấu lại được Tông Thánh Vương đang ở trạng thái đỉnh cao. Trận chiến đẫm máu trước đó khiến hai người phụ nữ hiểu rằng hiện giờ họ chỉ còn chưa tới một phần công lực so với khi ở thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa hai người phụ nữ đều đang bị thương nặng, đã ở thế suy sức yếu. Ngay khi hai người sắp ngã xuống, Nhất Niệm vội đỡ lấy họ, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, nước mắt lưng tròng, muốn nói lại thôi. Diệp Quân trầm giọng bảo, đưa họ vào tiểu tháp đi. Nhất Niệm mừng rớt nước mắt, mau chóng ôm hai người phụ nữ vào tiểu tháp. Thấy thế, sắc mặt Thế Tông trở nên âm trầm cùng cực,
ông ta nhìn Vu Dịch cách đó không xa, nhắc nhở, 10 năm trong tiểu tháp đó bằng một ngày ở thế giới bên ngoài, lại thêm Diệp Quân có vô vàn thần vật dưỡng thương, nhiều nhất là nửa canh giờ, hai quan chấp hành đứng đầu kia sẽ hồi sinh, đến lúc đó tất cả đều phải chết. Hai quan chấp hành đứng đầu ở trạng thái đỉnh cao đáng sợ như thế nào? Nghĩ thôi đã thấy tê dại ra đầu. Nghe Thế Tông nói thế, Tông Thánh Vương cũng cau chặt lông mày, trong mắt đầy vẻ nặng nề. Vu Dịch lạnh lùng nhìn Thế Tông, làm sao, bây giờ ông đang hả hê khi thấy người gặp họa đấy à? Thế Tông tức giận nói, Diệp Quân vốn không có ý định can thiệp vào chuyện của nền văn minh thiên hành, vì sao người còn động đến hắn? Người điên rồi à? Vu Dịch cũng phẫn nộ đáp trả, khi ác đạo minh của ông đối phó với hắn, hắn mới ở cảnh giới bình đạo, mà bây giờ hắn đã ở diệt đạo rồi, hơn nữa kiếm ý cũng đã thay đổi. Hắn tiến bộ nhanh như vậy, bây giờ các ông không giải quyết hắn, chẳng lẽ đợi đến khi hắn vô địch rồi mới giết hắn à? Mặc dù từ đáy lòng, cô ta coi thường nền văn minh của Diệp Quân, nhưng tốc độ tiến bộ của hắn thật sự khiến cô ta kinh ngạc, đồng thời cũng dè chừng. Tốc độ tiến bộ này quá nhanh, cho dù ở nền văn minh vô gian thì cũng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng ác đạo minh lại không có ý trừ khử hắn. Thế này là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nghe Vu Dịch nói thế, vẻ mặt Thế Tông cũng cực kỳ khó coi, đương nhiên ông ta cũng thấy sự tiến bộ của Diệp Quân. Nếu nói không kinh hãi và dè chừng thì là nói dối, nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm, dù sao Nhất Điện Chủ đã dặn dò, tạm thời không thể động đến Diệp Quân. Vu Dịch lạnh lùng nhìn Thế Tông, lại nhìn Diệp Quân bên dưới, Thế Tông đại nhân, bây giờ hai quan chấp hành đứng đầu kia đã vào tiểu tháp tu luyện. Như ông nói, nhiều nhất là nửa canh giờ, họ sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó không biết Thế Tông địa nhân có thể lấy một chọi hai được không? Thế Tông khẽ cau mày, người có ý gì? Vu Dịch chế nhạo, có ý gì? Vừa nãy khi Tông Thánh Vương ra tay, chẳng phải Thế Tông đại nhân có đứng nhìn sao? Mặt Thế Tông tối sầm lại. Vu Dịch nói tiếp, Thế Tông đại nhân, hoặc là bây giờ ông tiếp tục xem kịch, hoặc là bắt tay cùng Tông Thánh Vương phe ta giết Diệp Quân kia. Thế Tông nhìn Vu Dịch, ông ta chợt phát hiện mình đã đánh giá hơi thấp người phụ nữ này. Cô ta có hai mục tiêu thứ nhất đương nhiên là giết Diệp Quân, mục tiêu thứ hai là ép ác đạo minh phải quyết chiến với Diệp Quân một lần nữa. Nét mặt Thế Tông vô cùng u ám. Ông ta biết hiện tại nếu không hành động, sau này một khi hai vị quan chấp hành đứng đầu ra tay thì ông ta nhất định sẽ chết. Một người thì ông ta miễn cưỡng có thể đánh lại được, hai người thì chắc chắn sẽ chết. Lần này ác đạo minh và vũ trụ vô gian bắt tay tiêu diệt nền văn minh thiên hành, nếu không thành công, để nền văn minh thiên hành khôi phục một chút nguyên khí chắc chắn họ sẽ điên cuồng trả thù. Mà Vu Dịch có thiên hiểm thời không vô gian của vũ trụ vô gian, đánh không lại thì có thể lui về đó. Cho dù là nền văn minh thiên hành thì cũng tạm thời không làm gì được bọn họ. Nhưng ông ta thì khác, ông ta không có nơi nào để trốn, hiện tại ông ta đã bị dồn vào đường cùng. Tông Thánh Vương vốn đang định ra tay, nhưng nhận được lệnh của Vu Dịch thì dừng lại, quay người nhìn Thế Tông. Đúng thế. Nhất định phải kéo theo cả ác đạo minh, không thể để bọn chúng ngư ông đắc lợi được. Bên dưới, Diệp Quân nhìn Thế Tông và Vu Dịch trên trời, hắn cũng không ra tay. Điều hắn cần làm bây giờ là kéo dài thời gian cho tới khi hai quan chấp hành đứng đầu hồi phục vết thương. Càng kéo dài càng có lợi cho hắn. Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện bên cạnh hắn, cô ta kéo tay hắn cười ngọt ngào, ta đánh nhau rất giỏi đấy. Diệp Quân bật cười. Trên trời, Vu Dịch nhìn Thế Tông, có chút chuyện còn con thôi mà cũng phải nghĩ lâu vậy à? Sao, người phụ nữ váy trắng kia thật sự mạnh đến thế ư? Khiến ác đạo minh của ông phải dè chừng sợ hãi như vậy kia à. Nói tới câu cuối, khóe miệng cô ta hiện lên vẻ châm chọc. Thế Tông suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, giết. Ông ta vẫn lựa chọn ra tay. Bởi vì nếu hôm nay không ra tay, liên minh ác đạo minh và vũ trụ vô gian sẽ lập tức giải tán. Mà bây giờ trở mặt với vũ trụ vô gian thì sẽ chẳng có lợi gì cho ác đạo minh. Nghe Thế Tông nói thế, Vu Dịch nhìn Tông Thánh Vương, khẽ gật đầu. Tông Thánh Vương bước lên một bước, chỉ một bước này, từng luồng kim quang vạn trượng đã tuôn ra từ trên bầu trời xuống như thác nước, ào ào trút xuống chỗ Diệp Quân như dòng nước lũ. Mà Thế Tông cũng biến mất tại chỗ, một luồng khí thế đáng sợ quét qua bầu trời.
Mục tiêu cũng là Diệp Quân. Tuy hơi dè chừng người phụ nữ váy trắng, nhưng lúc này ông ta cũng không nghĩ được nhiều nữa. Giờ khắc này, nhất niệm bên cạnh Diệp Quân chợt hóa thành một luồng sáng phóng thẳng đến chỗ Thế Tông. Diệp Quân tiến lên một bước, kiếm ý vô địch trong cơ thể tuôn ra từ người hắn, hắn không hề khinh thường, xòe lòng bàn tay, kiếm thanh huyên mang theo kiếm ý vô cùng vô tận phóng lên bầu trời. Đoàng đoàng! Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh gặp nhau, vô số ánh sáng vàng kịch liệt rung chuyển, sau đó bị kiếm thanh huyên chém vụn từng tấc. Thấy cảnh này, Tông Thánh Vương chợt nhíu mày, thanh kiếm này. Nét mặt Phu Dịch cực kỳ khó coi, bởi vì cô ta phát hiện, sức chiến đấu của Diệp Quân đã lại tăng lên rất nhiều so với trước đây. Tốc độ tiến bộ này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Quân phóng vụt lên trời, đưa tay cầm lấy kiếm thanh huyên rồi chém xuống. Ầm ầm. Vô số ánh sáng vàng vỡ thành từng mảnh. Nhưng lúc này, một luồng ánh sáng vàng đập mạnh về phía hắn. Chính là Tông Thánh Vương. Diệp Quân vội giơ kiếm lên chắn. Rầm. Ánh sáng vàng nổ tung, Diệp Quân bị đánh bay mấy nghìn trượng, vừa dừng lại, thời không phía sau hắn đã sụp đổ, hóa thành vực sâu không thấy đáy. Khóe miệng hắn từ từ rỉ máu, cánh tay và cơ thể đã hơi tê dại. Tông Thánh Vương nhìn kiếm trong tay Diệp Quân, ánh mắt sáng rực, kiếm này không tệ, ta phải có được nó. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ tàn ác, hắn tiến lên một bước, chém ra một nhát kiếm, đồng thời kích hoạt cả ba loại sức mạnh huyết mạch. Nhất kiếm quyết sinh tử. Khi chém ra nhát kiếm này, kiếm thế của Diệp Quân nhanh chóng tăng vọt. Kim quang và kiếm quang đồng thời nổ tung, một luồng sức mạnh cường đại đẩy Diệp Quân văng ra xa, khi hắn bị văng đi, Tiểu Tháp cả kinh hét lên, mẹ kiếp, cẩn thận. Giờ khắc này, không biết cảm nhận được điều gì mà lông tơ toàn thân Diệp Quân đều dựng đứng lên. Nguy hiểm. Hơi thở của cái chết, bùm. Trong cơ thể Diệp Quân có một tia sáng vàng bất chợt phóng lên trời. Ngao Thiên Thiên hợp nhất. Mà sau khi hợp nhất với Ngao Thiên Thiên, một bộ long giáp màu vàng xuất hiện trên người Diệp Quân, gần như cùng lúc đó một luồng sáng lạnh vụt qua. Đoàng. Diệp Quân thoáng chốc bay ra khỏi chân trời, thời không nơi chân trời lập tức vỡ vụn, hóa thành vực sâu thời không. Sau khi Diệp Quân dừng lại thì cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên sôi trào, một luồng sức mạnh đáng sợ quét qua. Diệp Quân không màng đến đầu óc choáng váng, lập tức chém mạnh xuống một nhát. Kiếm thanh huyên hạ xuống, vùng thời không sục sôi kia trong nháy mắt bị chém toạc, nhưng hắn lại một lần nữa bị luồng sức mạnh đáng sợ hất văng. Vút! Khi hắn bay ra, một cây trường thương đột nhiên lao ra từ không trung, phóng tới trước mặt hắn. Diệp Quân không bận tâm tới huyết khí đang sôi trào trong người, hai tay cầm kiếm thanh huyên, một lần nữa chém mạnh xuống. Nhất kiếm quyết sinh tử. Theo kiếm của Diệp Quân hạ xuống, cây trường thương đó chấn động dữ dội rồi nứt ra, nhưng hai cánh tay Diệp Quân lại tê dại rồi cũng nứt toác, máu tươi phun ra, sau đấy cả người và kiếm cùng lùi lại liên tục. Lòng Diệp Quân thầm kinh hãi. Nếu không hợp nhất với Ngao Thiên Thiên thì một đòn này đã đủ khiến thân xác hắn vỡ nát hoàn toàn. Sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Chết tiệt! Tháp gia nói đúng. Hắn vừa ra khỏi tiểu tháp, cảnh giới, thân xác và kiếm đạo đều tăng lên, nhưng kẻ địch cũng mạnh hơn. Kẻ đấu với hắn bây giờ đã không còn ở cảnh giới diệt đạo hay khai đạo gì nữa. Đúng là đau đầu. Diệp Quân lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo đen phía xa, trong mắt lộ vẻ hung ác. Nhưng vào lúc này, người đàn ông áo đen lại không tấn công nữa, ông ta cúi đầu nhìn trường thương trước mặt mình, nó đã nứt ra như mạng nhện. Trong mắt ông ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, ông ta ngẩng đầu nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, kiếm của ngươi là kiếm gì? Diệp Quân đang định nói thì Vu Dịch bỗng nhiên lên tiếng, chử Thánh Vương, Tông Thánh Vương, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ và Tịnh Sơ đang dưỡng thương trong tiểu tháp của hắn. Thời không trong tiểu tháp ấy rất đặc biệt, 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài, vì vậy đừng để hắn kéo dài thời gian. 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Trong mắt Chử Thánh Vương lại hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có thần vật này. Mà giờ khắc này, Tông Thánh Vương đã đột nhiên hóa thành chùm sáng màu vàng lao về phía Diệp Quân.
Ông ta đã thèm muốn cây kiếm này của Diệp Quân từ lâu rồi. Ông ta lao tới khiến thiên địa sục sôi, sau đó hủy diệt từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân cũng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, thực lực của hai vị thánh vương này có lẽ không bằng quan chấp hành đứng đầu Phục Võ và Tịnh Sơ, nhưng có thể khẳng định, hai vị này cũng thuộc vào hàng ngũ có sức chiến đấu đỉnh cao nhất nền văn minh cấp 5. Diệp Quân không dám khinh suất, hấn hít sâu một hơi, ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Giây tiếp theo, thời không nơi hắn đứng đột nhiên trở thành từng chiếc hộp quái dị. Gấp thời không, nén thời không, một kiếm chém ra, mạch lạc dứt khoát. Nhát kiếm này vừa hạ xuống, chùm sáng vàng phóng tới trước mặt Diệp Quân bắt đầu biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng không biết Tông Thánh Vương kia cảm nhận được gì mà nét mặt thay đổi kịch liệt. Ông ta vừa mới vọt tới trước mặt Diệp Quân đã vội lùi lại cả vạn trượng, mà vừa dừng lại, tóc ông ta đã từ màu đen chuyển sang màu trắng, không chỉ vậy, trên mặt ông ta cũng có thêm nếp nhăn. Thấy cảnh tượng này, trong mắt Chử Thánh Vương đầy vẻ kinh ngạc. Vu Dịch cũng mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Tông Thánh Vương sững người một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, khó tin nói, kiếm kỹ của ngươi. Xa xa. Sau khi Diệp Quân vung kiếm xong sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Đây là nhát kiếm được hắn dốc hết sức lực, một kiếm có thể chém được 600 triệu năm tuổi thọ, nhưng hắn không ngờ Tông Thánh Vương lại phản ứng nhanh như vậy, vì thế nhát kiếm này của hắn chỉ chém được chưa đến 300 triệu năm tuổi thọ của ông ta. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Diệp Quân quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người đang liên tục lùi lại phía sau. Chính là Nhất Niệm. Mặc dù thực lực của Nhất Niệm đã tăng lên rất nhiều, nhưng so với Thế Tông thì vẫn chưa là gì, bởi vậy sau khi giao đấu vài chiêu, cô ta đã rơi vào thế bất lợi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Lúc này, Vu Dịch đột nhiên lên tiếng, xin hai vị Thánh Vương lập tức ra tay. Nghe thấy lời Vu Dịch nói, hai vị Thánh Vương cũng hoàn hồn. Trong cơ thể Diệp Quân còn có hai vị quan chấp hành đứng đầu nữa đang dưỡng thương. Nếu hai người họ khôi phục thì sẽ rắc rối to. Hai thánh vương nhìn nhau, giây tiếp theo, bọn họ đồng thời biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hai luồng sức mạnh hủy diệt thiên địa hướng thẳng về phía Diệp Quân. Nhưng chính lúc này, tổ thạch luân hồi lại lao tới trước mặt Diệp Quân, nó rung chuyển dữ dội, bộc phát ra ánh sáng xanh đáng sợ, luồng sáng xanh này chắn trước mặt Diệp Quân như một bức tường ánh sáng. Rầm rầm. Bức tường ánh sáng xanh bị hai vị thánh vương hợp lực tấn công, vỡ tan tành. Diệp Quân và tổ thạch luân hồi cùng bay ra ngoài. Hai thánh vương đang định ra tay tiếp thì lúc này cây sinh mệnh thiên hành phía xa bỗng rung chuyển dữ dội, sau gió một cành cây vạn trượng giống như chiếc roi quất về phía hai thánh vương. Tông thánh vương quay người tung ra một quyền, kim quang phóng ra. Vèo. Cành cây bị thổi bay. Cây sinh mệnh thiên hành cũng bị đẩy lùi một đoạn khá xa. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Diệp Quân tối sầm lại, hai ngươi là thần vật tối cao của thiên hành mà sao sức chiến đấu lại kém thế này. Tổ thạch luân hồi run rẩy đáp, chúng ta là thần vật mang tính công năng chứ không phải thần vật để chiến đấu. Diệp Quân. Tổ thạch luân hồi lại nói, hay là gọi cô của ngươi tới đi. Diệp Quân trầm giọng đáp, không được. Tổ thạch luân hồi không hiểu, vì sao? Diệp Quân nhìn hai thánh vương phía xa, hai tên này quá yếu, ta mà gọi cô tới, cô sẽ nổi giận. Tổ thạch luân hồi ngơ ngác. Mà lúc này, hai thánh vương kia lại đồng thời biến mất tại chỗ, hai luồng khí đáng sợ quét qua, đất trời cũng trở nên hư ảo, cực kỳ kinh người. Thấy vậy, tổ thạch luân hồi sợ run, vội chôn sau lưng Diệp Quân, nó thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đánh nhau không phải sở trường của nó. Nhìn thấy hai thánh vương xông lên, Diệp Quân hít sâu một hơi, bây giờ hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Diệp Quân quyết tâm, dậm chân phải xuống, hóa thành kiếm quang rồi chém xuống. Nhất kiếm quyết sinh tử. Đối mặt với hai vị thánh vương này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng nhất kiếm quyết sinh tử. Mà sức mạnh của một mình hắn làm sao có thể địch lại được sức mạnh của hai thánh vương. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân một lần nữa bay ra ngoài, lần này hắn bay đi rất xa, hắn bay qua nơi nào, thời không nơi đó liền bị hủy diệt từng tấc. Khi dừng lại, Diệp Quân đã phun ra mấy ngụm máu, nhưng lúc này,
thời không trước mặt hắn đột nhiên tách ra, sau đó một cây trường thương phóng tới, cây thương này bá đạo vô song. Con người Diệp Quân co rụt lại, hắn bất chấp thân thể đã nứt toác, hai tay cầm kiếm chém về phía trước. Lúc này, ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn sôi lên như nước sôi. Sức mạnh huyết mạch trỗi dậy. Kiếm thế của nhát kiếm này vô cùng đáng gờm, trong đó còn ẩn chứa ý chí kiếm đạo khủng khiếp của hắn. Nhưng cảnh giới của hắn và hai vị thánh vương này hơn kém nhau quá nhiều, vì thế hai luồng sức mạnh vừa va chạm, hắn đã bị đánh bay. Nhưng trường thương trong tay Trừ Thánh Vương cũng vỡ nát, nhìn thấy cảnh này, Trừ Thánh Vương nhíu chặt lông mày. Mà ngay lúc Diệp Quân bay ra, một luồng ánh sáng vàng quét qua, lao thẳng về phía hắn. Nhìn thấy ánh sáng vàng này phóng tới, mí mắt Diệp Quân giật giật, hắn túm tổ thạch luân hồi sau lưng mình ném mạnh về phía đó. Tổ thạch luân hồi. Rầm. Tổ thạch luân hồi lập tức bay đi, nó gào khóc ai oán. Nhưng nó không sao. Lúc trước Diệp Quân đã phát hiện, tuy sức chiến đấu của nó không mạnh, nhưng có khả năng chịu đòn tốt như tháp gia. Sau khi Tông Thánh Vương một quyền đánh bay tổ thạch luân hồi, ông ta lại hung tợn lao về phía Diệp Quân một lần nữa. Lần này ông ta không chút nương tay. Không chỉ ông ta mà Trừ Thánh Vương cũng biến mất tại chỗ, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Thấy hai Thánh Vương xông tới, Diệp Quân hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn biết với thực lực của mình hiện giờ, đừng nói là hai Thánh Vương, đến một Thánh Vương thôi hắn cũng chẳng đấu lại được, nhưng giờ phút này, hắn không đấu cũng phải đấu. Bùm bùm. Thân xác và linh hồn của Diệp Quân đột nhiên bốc cháy. Khí thế tăng lên một cách điên cuồng. Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên rồi đột nhiên hóa thành kiếm quang, biến mất tại chỗ. Kiếm quang máu màu bốc cháy. Đẩy vào chỗ chết rồi sống lại. Kiếm thế của nhát kiếm này mạnh hơn, bá đạo hơn lúc trước, lại thêm hắn sử dụng nhất kiếm quyết sinh tử nên khí thế và uy thế của nhát kiếm này đã là mạnh nhất từ trước tới nay. Chỉ tiếng kiếm ngân thôi đã phá vỡ thời không thiên hành trong bán kính 1 triệu trượng. Đùng đoàng. Sau tiếng nổ vang vọng, vô số kiếm quang màu máu bốc cháy đều vỡ vụn, Diệp Quân bay ngược ra ngoài. Khi bay ra, long giáp màu vàng trên người hắn vỡ ra từng chút, sau khi nó vỡ hoàn toàn, thiên hành thể hắn vừa tu luyện thành công cũng bắt đầu vỡ ra. Nhưng hắn còn chưa đứng lại, một tàn ảnh đã đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Tuy hắn cảm nhận được, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể làm gì, một chiếc quạt gấp đột nhiên đâm vào lưng hắn. Người ra tay không ai khác, chính là Vu Dịch. Khoảnh khắc chiếc quạt xếp đâm vào lưng Diệp Quân, trên mặt Vu Dịch nở nụ cười dữ tợn, kiến hôi, chẳng phải lúc trước ngươi cầu xin ta giết ngươi sao, bây giờ thì thế nào? Vu Dịch nói xong, vẻ mặt trở nên dữ tợn, tay phải cô ta xoay tròn, trong chiếc quạt xếp phóng ra một luồng sức mạnh đáng sợ, chuẩn bị nghiền nát Diệp Quân. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ người Diệp Quân, sau đó một con rồng khổng lồ màu vàng bay ra từ cơ thể, lao nhanh về phía Vu Dịch. Vẻ mặt Vu Dịch thay đổi rõ rệt. Rầm. Chỉ trong tích tắc, Vu Dịch đã bị đánh bay. Người ra tay chính là Ngao Thiên Thiên. Cô đã hợp nhất với Diệp Quân làm một thể nên cơ thể Diệp Quân cũng cực kỳ kiên cố. Tuy sức mạnh của Vu Dịch rất mạnh, nhưng không thể phá vỡ các cơ quan nội tạng của Diệp Quân trong nháy mắt. Lúc Vu Dịch bay đi, Diệp Quân đột nhiên quay người, ném kiếm Thanh Huyên trong tay ra. Vút! Kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang, bắn mạnh về phía Vu Dịch. Vu Dịch vẫn đang lùi lại phía xa nhìn thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại, cô ta vung tay, quạt xếp trong tay phát ra ánh sáng đen chói lọi, trong ánh sáng đen có tiếng gầm đáng sợ vang vọng. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa phóng ra. Nhưng sức mạnh này vừa tiếp xúc với kiếm Thanh Huyên đã vỡ tan ngay, chiếc quạt xếp cũng bị kiếm Thanh Huyên chém thành từng mảnh ngay lập tức. Vu Dịch vô cùng kinh hãi, vào thời khắc mấu chốt này, một luồng ánh sáng vàng phóng thẳng tắp tới trước mặt cô ta, người này chính là Tông Thánh Vương, ông ta giơ tay tung ra một quyền. Rầm. Kiếm Thanh Huyên bị thổi bay, nhưng trên nắm đấm tay phải của ông ta cũng xuất hiện một vết kiếm sâu hóm. Nhìn thấy cả xương. Tông Thánh Vương cau mày thật chặt. Lúc này Vu Dịch vội nói, Tông Thánh Vương, mau giết hắn, nếu không chờ đến khi hai vị quan chấp hành đứng đầu hồi phục thương thế, chúng ta đều khó thoát thân. Tông Thánh Vương lập tức không vui,
Ông ta liếc Vu Dịch nhưng lại ngại thân phận của đối phương nên không nổi nóng. Không phải ông ta không muốn giết, lúc trước khi ông ta bắt tay với Chử Thánh Vương đã không hề nương tay, nhưng Diệp Quân không yếu như ông ta tưởng tượng, đặc biệt là thanh kiếm này, sức mạnh nào cũng phá được, điều này khiến bọn họ không thể áp chế hoàn toàn. Hơn nữa ba loại huyết mạch của Diệp Quân cũng vô cùng kỳ lạ, cộng thêm hai loại kiếm kỹ đặc biệt và con rồng kia. Tuy vẫn không bằng ông ta và Chử Thánh Vương, nhưng hai người họ cũng thực sự không có cách nào bóp chết Diệp Quân như bóp kiến. Và lại, lúc trước ông ta đã chịu tổn thất lớn, bị chém mất hơn 200 triệu năm tuổi thọ. Điều này khiến tim ông ta rỉ máu. Mặc dù ông ta đã trở thành Thánh Vương, nhưng tuổi thọ cũng không phải là vô hạn. Một lúc mất đi hơn 200 triệu năm tuổi thọ, ông ta cực kỳ đau lòng. Càng lên cao, tuổi thọ càng quý giá, bởi vì đến cấp bậc này của họ, rất khó để tiến thêm một bước. Lúc này, giọng Chử Thánh Vương đột nhiên vang lên trong đầu Tông Thánh Vương, hắn đã sức cùng lực kiệt rồi, ra tay đi. Khi giọng nói vừa dứt, Chử Thánh Vương cũng biến mất tại chỗ, trong tích tắc, thương mang vô cùng tận ngưng tụ từ khắp đất trời, mục tiêu chính là Diệp Quân cách đó không xa. Mà gần như cùng lúc đó, Tông Thánh Vương cũng biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, khí thế của hai vị Thánh Vương đã đạt tới đỉnh cao. Bọn họ muốn giết Diệp Quân. Ở nơi không xa, Diệp Quân thấy hai Thánh Vương lại ra tay lần nữa thì hít sâu một hơi, lúc này thân xác và linh hồn của hắn vẫn đang bốc cháy, vì thế hắn đang liên tục được nhận sức mạnh. Nhưng hắn cũng biết, cho dù như vậy, hắn cũng không thể là đối thủ của hai vị Thánh Vương trước mắt. Thế thì sao? Diệp Quân bật cười, sau này hắn còn phải đánh với cha và ông nội, hai Thánh Vương này có gì mà phải sợ? Đang cười, khí thế của Diệp Quân bỗng nhiên tăng mạnh. Không có gì phải sợ cả. Hắn không đỡ lại được kiếm này, nhưng vậy thì đã sao? Cứ quyết chiến thôi, giờ khắc này, hắn không hề có ý định gọi người. Đối mặt với đòn dốc hết toàn lực của hai vị Thánh Vương, Diệp Quân không lùi mà tiến. Lao thẳng về phía bọn họ, khi hắn lao ra, kiếm thế của hắn lại đột nhiên tăng lên. Nhất kiếm quyết sinh tử. Chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình trong cảnh tuyệt vọng mới thực sự là trận chiến sinh tử thực sự. Đùng đoàng. Trong nháy mắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời, sau đó một luồng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bay ngược lại, trong lúc bay, cơ thể hắn bắt đầu nứt vỡ từng chút. Nhưng kiếm ý của hắn không yếu đi mà còn mạnh hơn, điên cuồng tăng vọt. Mà Tông Thánh Vương và Chử Thánh Vương cũng liên tục lùi lại mấy trăm trượng, sau khi hai Thánh Vương dừng lại thì nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc cực độ, bởi vì trên người bọn họ đều có không dưới 10 vết kiếm. Nhưng đó không phải do kiếm Thanh Huyên để lại, mà là do ý kiếm của Diệp Quân để lại. Giờ khắc này, hai vị Thánh Vương thật sự kinh hãi, kiếm đạo của thanh niên kiếm tu trước mắt này không bình thường. Xa xa, không biết Diệp Quân đã bay bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Thiên hành thể hắn vừa mới luyện thành đã hoàn toàn vỡ vụn, linh hồn cũng trở nên mờ ảo. Thế nhưng kiếm ý của hắn không bị phá vỡ, ngược lại khí thế vẫn đang điên cuồng dâng lên. Diệp Quân hít sâu một hơi, tựa như nghĩ tới cái gì, hắn hét lên một tiếng, ngưng tụ. Bù! Trong nháy mắt, vô số kiếm ý vô địch lao về phía hắn. Những ý kiếm đó không được hắn hấp thu mà từ từ biến thánh ra thịt của hắn. Thấy cảnh này, Tông Thánh Vương và Chử Thánh Vương đều trợn tròn mắt. Cái quái gì thế này? Dùng kiếm ý tái tạo lại cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số kiếm ý đã tái tạo lại cho Diệp Quân một thân xác mới, dưới sự vận hành của Quan Huyên Pháp, thân xác này và thân xác loài người thực sự không khác gì nhau, nhưng dưới lớp da lại chứa kiếm ý dày đặc. Kiếm ý vô địch. Thân xác vô địch. Sau khi tái tạo lại thân xác, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay lại. Một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên dâng lên trong cơ thể hắn, chấn động thiên địa, nhưng vẻ mặt Diệp Quân lại đầy hưng phấn. Khi thân xác vừa rồi hoàn toàn tan vỡ, hắn đã nghĩ vì sao không dùng kiếm ý hiện tại tái tạo thân xác mới. Dùng sao kiếm ý hiện tại với trước đây đã khác nhau rất nhiều, dù là sức mạnh của hai Thánh Vương này cũng không thể phá vỡ. Nếu thành công thì chẳng phải còn lợi hại hơn thánh thể thiên hành nhiều sao. Vì vậy hắn đã thử, không ngờ lại thực sự thành công. Mà hắn còn phát hiện cơ thể này của hắn được ngưng tụ từ kiếm ý,
nếu đối mặt với kiếm ý yếu hơn hắn thì cơ thể hắn hoàn toàn có thể hấp thu kiếm ý của đối phương, thậm chí là kiếm kỹ. Kiếm thế. Diệp Quân không nhịn được bật cười. Mẹ kiếp, rất nhiều lúc, đàn ông phải ép bản thân mình. Xa xa, nét mặt Phu Dịch trở nên cực kỳ khó coi, cô ta không ngờ hai thánh vương bắt tay nhau công kích mà Diệp Quân vốn đã thế suy sức yếu chẳng những không chết, ngược lại còn mạnh hơn. Sắc mặt hai thánh vương lúc này cũng hơi khó coi, bọn họ cũng không ngờ thanh niên kiếm tu trước mắt này lại có thể dùng kiếm ý để tái tạo cơ thể. Hai thánh vương nhìn nhau, giây tiếp theo, cả hai cùng biến mất tại chỗ. Đùng đoàng. Hai luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên quét qua nơi đây. Trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ hung ác, hắn cầm kiếm thanh huyên, một lần nữa lao về phía hai vị thánh vương. So với lúc trước, tuy hiện giờ hắn vẫn không đánh lại hai thánh vương, nhưng trong lòng hắn đã hoàn toàn coi thường đối phương. Thánh vương gì chứ, chỉ là con kiến thôi. Tất cả đều là kiến hôi. Đừng nói là hai con kiến này, cho dù cha và ông nội có tới thì cũng chỉ là kiến. Lúc này, sự tự tin của hắn đã bùng nổ. Ta đây coi thường mọi thứ. Bùm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lại bị hất văng, mà lần này hai vị thánh vương không chút nương tay, điên cuồng đuổi theo về phía hắn. Đoàng đoàng đoàng. Chẳng mấy chốc, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên khắp đất trời, mỗi tiếng nổ vang lên đều sẽ khiến những cường giả của nền văn minh thiên hành đang theo dõi trận chiến từ bốn phía phải run rẩy toàn thân. Mà Diệp Quân cũng hoàn toàn bị hai vị thánh vương áp chế. Tuy hắn có kiếm thanh huyên, nhưng sức mạnh vẫn còn kém xa hai thánh vương, vì vậy vẫn bị áp chế. Nhưng khác với trước đó là sức mạnh của hai thánh vương không thể phá vỡ được thân thể của Diệp Quân nữa. Bên kia, Phu Dịch nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt cô ta khó coi như sắp xuống mồ. Giờ phút này cô ta phải chấp nhận một sự thật rằng tuy hai thánh vương áp chế được Diệp Quân, nhưng cũng không thể giết được hắn ngay trong thời gian ngắn. Mà Diệp Quân chỉ cần kéo dài thêm ít nhất nửa khắc nữa là hai vị quan chấp hành đứng đầu sẽ có thể đi ra. Nghĩ đến hai quan chấp hành đứng đầu, nét mặt Phu Dịch càng thêm khó coi. Cô ta cứ tưởng thực lực của Thánh Vương hẳn là tương đương với hai quan chấp hành đứng đầu kia, nhưng bây giờ xem ra thực lực của Thánh Vương chắc chắn vẫn có khoảng cách so với hai vị quan chấp hành đứng đầu kia. Bởi vậy, một khi họ khôi phục thương thế thì thế cục sẽ lập tức xoay chuyển. Không thể kéo dài thêm nữa. Phu Dịch như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn Nhất Niệm cách đó không xa, lúc này Nhất Niệm đang giao đấu với Thế Tông. Nhất Niệm cũng bị áp chế. Nhưng khả năng điều khiển thời không của cô ta quá bất thường, cô ta cũng không phản kích mà luôn điều khiển thời không để phòng ngự, bởi vì thời không của cô ta quá kỳ lạ nên trong lúc nhất thời, Thế Tông cũng chẳng làm gì được cô ta. Thấy Thế Tông không thể nhanh chóng giết được Nhất Niệm, mặt Phu Dịch lạnh đi. Đáng đời ác đạo minh bị Diệp Quân đánh chỉ còn lại một điện. Một đám ngu ngốc, vô dụng. Phu Dịch bỗng nhìn về phía ông lão sau lưng, bố lão, mau giúp ông ta bắt sống Nhất Niệm, dùng Nhất Niệm uy hiếp Diệp Quân. Ông lão phía sau cô ta trần trừ một lúc, mặc dù cảm thấy hơi vô liêm sỉ, nhưng ông ta biết chuyện này cần lấy đại cục làm trọng, vì thế bèn gật đầu. Ông ta tiến lên một bước, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên quét tới. Sau tiếng nổ vang, Nhất Niệm bị hất văng cả mấy nghìn trượng. Ông lão đang định ra tay lần nữa thì đúng lúc này, ông ta như cảm nhận được điều gì, con người đột nhiên co rụt lại, ông ta quay đầu nhưng lại kinh hãi phát hiện, mình chẳng thể di chuyển được nữa. Phập! Máu tuôn ra như suối từ cổ họng ông lão. Đầu ông ta đã lìa khỏi cổ từ lúc nào. Đằng sau ông ta không xa có một người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ kiêu ngạo đứng đó, tay cầm thanh kiếm. Chính là Phục Võ. Vết thương của bà ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ hồi phục được 6-7 phần nhưng không còn cách nào khác, bà ta phải ra ngoài vì Diệp Quân và Nhất Niệm đã không thể chống đỡ được nữa. Nhìn thấy Phục Võ, Phu Dịch biến sắc, vô thức lùi về sau cả mấy trăm trượng, dường như thấy vẫn không đủ lại lùi lại gần ngàn trượng. Vèo. Đúng lúc này, một sức mạnh đáng sợ bỗng truyền đến từ một bên khác, Phu Dịch lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai vị thánh vương ở bên kia đang liên tục lui về phía sau. Lúc này một người phụ nữ đứng trước mặt Diệp Quân. Chính là Tịnh Sơ. Thấy Tịnh Sơ cũng xuất hiện, sắc mặt Phu Dịch trở nên cực kỳ khó coi, không chút do dự xoay người, một trận pháp dịch chuyển xuất hiện trước mặt cô ta,
cô ta bước vào trong đó, trận pháp dịch chuyển khởi động định rời đi. Ầm. Một luồng khí thế đáng sợ bỗng bao trùm lấy khu vực thời không chỗ cô ta đứng. Kiếm thế. Bù. Một tia kiếm quang xuất hiện phía sau cô ta. Kiếm của Phục Võ. Vu Dịch hoảng sợ, cô ta bỗng giật đứt sợi dây chuyền trên ngực, sợi dây chuyền bỗng toát ra luồng sức mạnh đáng sợ. Ngay sau đó một thị vệ mặc áo giáp vàng xông ra, hai tay cầm trường kiếm chém mạnh một nhát. Soạt. Hai tay thị vệ áo giáp vàng này cầm kiếm chém mạnh xuống, thế mà đỡ được nhát kiếm của Phục Võ. Vu tướng Kim Giáp. Những con rối đỉnh cấp mà tộc Đại Vu ở nền văn minh vô gian từng luyện chế, được tạo thành từ người sống, cả người từ trên xuống đều là trang bị đỉnh cấp, thời kỳ đỉnh cao, tộc Đại Vu có hàng vạn vu tướng kim giáp này. Năm đó thời đại loạn cổ, lúc vạn tộc tranh giành chém giết, cả vạn vu tướng kim giáp này từng rất hiển hách huy hoàng, giết chết vô số cường giả. Thấy vu tướng kim giáp đỡ được nhát kiếm của Phục Võ, Vu Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Phục Võ bỗng lao đến. Chỉ thấy một nhát kiếm chém mạnh về phía Vu tướng Kim Giáp. Vèo. Vu tướng Kim Giáp lập tức văng ra xa, ngay khi gã văng ra xa, toàn thân giáp vàng bắt đầu nứt ra, khi dừng lại một thanh kiếm bỗng rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Soạt. Thanh kiếm đó rơi thẳng vào đỉnh đầu Vu tướng Kim Giáp, ghim chặt gã tại chỗ. Thấy thế Vu Dịch hoảng hồn kinh sợ, vừa định chạy trốn, lúc này một thanh kiếm đã lao đến trước mặt cô ta. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, thời không trước mặt Vu Dịch bỗng tách lìa, sau đó một bàn tay như xương khô đột nhiên đưa ra, sau đó đấm mạnh. Bốp! Kiếm bị văng ra xa. Phục Võ ở đằng xa xòe tay, kiếm bị chấn động văng ra xa bay về lại trong tay bà ta không cảm xúc nhìn bàn tay như xương khô đó, trên đó có một vết kiếm mờ nhạt. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên trong bàn tay đó. Không hổ là quan chấp hành đứng đầu Phục Võ, thú vị đấy. Vừa dứt lời, nó bỗng quét sạch, chỉ thoáng chốc thời không cả nền văn minh thiên hành bỗng bắt đầu phân giải từng chút. Trong trời đất có sức mạnh đại đạo bí ẩn xuất hiện, sức mạnh đại đạo này đến từ một nền văn minh khác. Phục Võ cau mày, bà ta tiến đến một bước, kiếm trong tay bay ra. Vèo. Nhát kiếm này vừa bay ra, trời đất như có sức mạnh gì đó đang liên tục phá vỡ. Từng tiếng xé toạc vang lên. Ngay lúc này Phục Võ lại tiến đến trước một bước, bà ta vung tay lên. Soạt. Tiếng kiếm vang lên, sau đó kiếm ý đáng sợ lập tức bao phủ lấy chư thiên vạn giới. Ầm. Sức mạnh đại đạo bí ẩn đó bị phá tan. Phục Võ vừa định ra tay lần nữa, ngay lúc này chỉ thấy khu vực nơi Diệp Quân đứng cách đó không xa bỗng trở thành một vòng xoáy thời không kỳ lạ. Phục Võ cau mày. Lúc này Tịnh Sơ đang đánh với hai vị thánh vương cách đó không xa nói, đó là pháp thần ác đạo, cẩn thận với người này, lúc này Diệp Quân cũng biến sắc. Mẹ kiếp! Không dễ gì thoát thân, hắn đang định trị thương không ngờ lại có cường giả đánh hắn. Lúc này hắn cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể đánh trả? Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy choáng váng, sau đó ngất đi, ngay lúc Diệp Quân bị hút vào vòng xoáy đó, một tia kiếm quang đuổi theo. Sau đó tiến vào trong vòng xoáy. Chính là Phục Võ. Cùng lúc đó giọng Phục Võ vang lên từ trong vòng xoáy, Tịnh Sơ, người trấn áp nền văn minh thiên hành, bỗng chốc giọng nói đó đã cách rất xa. Ở một bên khác, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nhất Niệm trở nên tái nhợt, cô ta lao về phía vòng xoáy màu đen đó, nhưng ngay khi cô ta vừa lao tới, vòng xoáy màu đen đã lặng lẽ biến mất. Nhất Niệm nổi giận, hai tay cô ta đập mạnh về phía trước. Thời không đó bị đập vỡ nhưng vẫn không thấy Diệp Quân. Nhất Niệm ngây người. Bàn tay khô trước mặt Vu Dịch bỗng nói, rút thôi. Vu Dịch do dự, sau đó nói, Chí Tôn, bây giờ nền văn minh thiên hành không có ai. Bàn tay đó nói, bản thể của ta không ở đây, không thể làm gì quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ đâu. Vu Dịch sầm mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịnh Sơ ở phía xa. Cô ta biết cho dù là ba vị thánh vương cũng chưa chắc có thể làm gì được vị quan chấp hành đứng đầu này, chứ đừng nói là hai vị thánh vương. Mặc dù không cam lòng nhưng Vu Dịch vẫn xoay người rời đi. Hai vị thánh vương đó nhìn Tịnh Sơ, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, vừa rồi hai người họ hợp sức nhưng vẫn bị Tịnh Sơ áp đảo. Mạnh quá! Hai vị thánh vương nhìn chằm chằm Tịnh Sơ, cũng xoay người rời đi.
Tịnh Sơ không đuổi theo, bây giờ nền văn minh thiên hành đã thành ra như vậy, bà ta nào dám bỏ đi. Như nghĩ đến điều gì, Tịnh Sơ bỗng xoay người đến cạnh Nhất Niệm, nhìn Nhất Niệm trước mặt, ánh mắt bà ta lóe lên vẻ an ủi, cũng may hậu thế nền văn minh thiên hành vẫn còn. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Nhất Niệm, Tịnh Sơ nói, đừng sợ, quan chấp hành đứng đầu Phục Võ đã đuổi theo rồi, hắn sẽ không có việc gì đâu. Nhất Niệm siết chặt hai tay, không nói gì. Tịnh Sơ quay đầu lại nhìn xung quanh, lúc này nền văn minh thiên hành đã tan tành, hơn nữa nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Bà ta không biết làm gì. Như nghĩ đến điều gì, bà ta lại quay đầu nhìn Nhất Niệm, cũng may không trời không tuyệt đường của nền văn minh thiên hành. Ở một tinh không chưa biết tên. Vèo. Thời không nơi nào đó bỗng nứt toác, sau đó một thanh kiếm lao ra. Cả tinh vực đều sôi trào. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong thời không bị nứt đó. Chính là Phục Võ. Có một người đàn ông nằm cách trước mặt bà ta không xa, chính là Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân đã bị thương nặng, rơi vào hôn mê. Phục Võ liếc nhìn Diệp Quân, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, không lâu sau bà ta cau mày vì bà ta phát hiện ra thời không ở đây rất kỳ lạ. Lúc này một tiếng bước chân bỗng vang lên bên phải Phục Võ. Phục Võ chậm rãi quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ đi đến từ nơi đó, người phụ nữ mặc một bộ trường bào màu đỏ, chói mắt như lửa, ánh mắt thâm sâu như tinh không sâu không thấy đáy, vừa bí ẩn vừa uy nghiêm. Pháp thần ác đạo. Một trong ba người mạnh nhất của ác đạo Minh. Pháp thần ác đạo không để ý tới Phục Võ, cô ta nhìn Diệp Quân nằm cách đó không xa, cô ta xòe tay ra, thoáng chốc cả người Diệp Quân run lên, huyết dịch sôi trào, làn da nhúc nhích, máu như sắp phá vỡ mạch chảy ra. Rút máu. Ngay lúc này một tia kiếm quang bỗng lướt qua. Tay phải của pháp thần ác đạo bỗng đè ép về phía trước. Tia kiếm quang đó bị khóa chặt tại đó. Tay pháp thần ác đạo khẽ quét qua. Tia kiếm quang đó bị tiêu diệt. Pháp thần ác đạo quay đầu nhìn Phục Võ, không hề do dự, tay phải cô ta bỗng giơ lên. Rắc. Thời không trên đỉnh đầu Phục Võ bỗng nứt ra, một cột sáng màu đỏ đen xuất hiện, pháp thần ác đạo nhẹ nhàng đè ép xuống. Cột sáng đỏ đen đó rơi xuống. Tinh hà sục sôi. Mặt Phục Võ không cảm xúc giơ tay lên đánh ra một nhát kiếm. Vèo. Cột sáng đỏ đen đó bị phá vỡ. Phục Võ liên tục lùi về sau cả trăm trượng. Pháp thần ác đạo bỗng tiến đến trước một bước, dưới chân có sấm sét, thời không trước mặt Phục Võ bỗng tách ra, một cột lôi màu đỏ máu phá không trung lao ra, Phục Võ đâm một nhát kiếm. Vèo. Huyết lôi vỡ nát. Phục Võ lùi về sau cả ngàn trượng. Pháp thần ác đạo lại tiến đến trước một bước. Soạt. Cả tinh vực bộ nứt ra. Vô số tia chớp đỏ như máu cuồn cuộn lao ra, chỉ trong thoáng chốc những tia chớp đỏ như máu này đã tụ lại trước mặt Phục Võ. Phục Võ híp mắt lại, giơ tay lên đánh ra một nhát kiếm. Rầm. Vô số sấm chớp màu đỏ máu lại bị phá vỡ. Nhưng Phục Võ lại lùi về sau cả ngàn trượng. Nhưng lúc này, pháp thần ác đạo bỗng xòe tay ra, ngay lập tức những tia sấm sét vỡ vụn đó tụ lại vào lòng bàn tay cô ta, không đến nửa giây sau. Cột sấm sét lớn màu đỏ máu cả vạn trượng tụ lại từ lòng bàn tay cô ta. Trưởng giữ thần lôi. Ngay lúc này Phục Võ bỗng biến mất. Một tia kiếm quang như kinh lôi xoẹt qua. Mặt pháp thần ác đạo không cảm xúc, tay phải bỗng siết chặt, cột sấm sét đó rơi mạnh xuống. Một tia kiếm quang và vô số lôi quang bỗng bộc phát, cả không trung lập tức biến thành một vùng lôi hải. Lúc này một tia kiếm quang bỗng xuất hiện giữa trán pháp thần ác đạo. Mà pháp thần ác đạo lại đâm nhát kiếm này vào không trung với khuôn mặt không cảm xúc. Phục Võ dừng lại, bà ta ngẩng đầu lên nhìn, pháp thần ác đạo đó đã xuất hiện cách đó ngàn trượng. Tay phải pháp thần ác đạo bỗng giơ lên cao. Soạt. Thời không trên đầu cô ta nứt ra, một thời không kỳ lạ xuất hiện, ngay sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn ra từ thời không quỷ dị kia, cuối cùng rót vào trong lòng bàn tay cô ta. Sau khi sức mạnh này xuất hiện, thời không xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo. Thời không hỗn độn. Sức mạnh hỗn độn. Thời không hỗn độn này là thế giới thời không của một nền văn minh cấp 5 trước kia, sau đó nền văn minh đó bị diệt vong,
toàn bộ thời không đều bị cô ta luyện chế thu phục, chỉ cần cô ta muốn thì có thể đạt được sức mạnh thời không hỗn độn liên tục bất cứ lúc nào. Trưởng giữ hỗn độn. Phục Võ ở phía xa khẽ nhíu mày, bà ta không ra tay trước mà lắc người đi đến trước mặt Diệp Quân, vì sức mạnh này quá mạnh, đã không còn là thứ Diệp Quân có thể chống chịu ngay lúc này. Pháp thần ác đạo bỗng vung tay phải về phía trước, vô số sức mạnh hỗn độn lập tức quét về phía Phục Võ và Diệp Quân như thủy triều. Thời không xung quanh bắt đầu bị tiêu diệt. Đối mặt với sức mạnh hỗn độn đáng sợ này, sắc mặt Phục Võ vẫn vô cùng bình tĩnh, tay phải bà ta bỗng cầm kiếm ấn nhẹ về phía trước. Kiếm ý như thủy triều lao ra từ trong người bà ta. Hai luồng sức mạnh vừa tụ lại, khu vực tinh không này lập tức biến thành tro tàn. Diệp Quân ở phía sau Phục Võ được kiếm ý bà ta bao phủ, bảo vệ rất tốt. Nhưng ngay lúc này, thời không trước mặt bà ta bỗng thay đổi, một người đàn ông bước ra đi về phía bà ta. Nhìn thấy người đàn ông, đồng tử Phục Võ co rụt lại, mặt đầy vẻ khó tin. Kiếm thế của Phục Võ bắt đầu trở nên yếu dần. Người đàn ông nhìn Phục Võ, đưa tay ra khẽ nói tiểu Phục. Giọng nói quen thuộc khiến cả người Phục Võ run lên, nước mắt rơi xuống. Bà ta rõ ràng biết đây là thuật ảo giác. Lý trí mách bảo bà ta nên xuất kiếm. Nhưng lúc này cho dù thế nào bà ta cũng không đánh được, mà trong lúc này kiếm ý của bà ta bắt đầu vỡ vụn nhanh chóng, sức mạnh hỗn độn vẫn còn đó, chỉ cần mấy giây thôi cũng đã có thể nhấn chìm bà ta và Diệp Quân. Phục Võ bỗng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngày càng gần mình, nước mắt bà ta như vỡ đê, xin lỗi, ta xin lỗi. Nói rồi bà ta bỗng gào lên. Hàng ngàn kiếm quang lao ra từ trong người bà ta. Nhưng kiếm quang đó lại không đâm vào người đàn ông trước mặt. Ảo giác xung quanh đều vỡ vụn. Nhưng lúc này sức mạnh hỗn độn đó đã nhấn chìm bà ta và Diệp Quân. Sức mạnh hỗn độn cực mạnh đó khiến bà ta và Diệp Quân văng ra xa gần cả vạn trượng. Cũng may Phục Võ đứng chắn trước mặt Diệp Quân, thế nên Diệp Quân vốn đã bị thương nặng hôn mê không bị tổn thương quá nhiều. Nhưng khóe miệng Phục Võ lại xuất hiện một vệt máu. Lúc này thời không xung quanh bỗng trở nên hư ảo, thoáng chốc bà ta và Diệp Quân đã ở trong một tinh không nào đó. Không thấy pháp thần ác đạo. Ánh mắt Phục Võ lóe lên một tia lạnh lẽo, bà ta vừa định rút kiếm ra, các tinh tú trong tinh vực xung quanh bắt đầu rung chuyển, ngay lập tức vô số tinh tú biến thành cột sáng tinh tú màu đỏ như máu bắn về phía Phục Võ và Diệp Quân. Thuật ác pháp tinh thần. Hàng vạn tinh tú tụ lại, chỉ là một khí tức đã mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đối mặt với tinh tú vô tận này, ánh mắt Phục Võ cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, tay phải bà ta cầm kiếm để dọc xuống. Bù! Một tiếng kiếm kêu vang lên. Ánh mắt Phục Võ lóe lên tia hung tợn, hai tay cầm kiếm của bà ta chém về phía trước phá. Vừa chém ra một nhát kiếm, một tia kiếm quang nổ tung. Hàng vạn tinh tú liên tục bắn đánh về phía Phục Võ và Diệp Quân như vũ bão, từng tiếng nổ chói tai vang lên không dứt. Kiếm quang và tinh tú quang bị hủy diệt, từng sóng xung kích của sức mạnh đáng sợ lan ra xung quanh. Cứ thế cũng không biết qua bao lâu, một tia kiếm quang lao lên trời, vô số tinh tú bị chém vỡ. Trong kiếm quang, cơ thể Phục Võ xoay một vòng, thuận thế chém mạnh một nhát, phá. Nhát kiếm này chém rất mạnh, cả tinh vực bắt đầu vỡ vụn. Nhưng lúc này lại chỉ thấy xung quanh bỗng xuất hiện vô số ngọn lửa kỳ dị, chỉ thoáng chốc Phục Võ và Diệp Quân bị bao vây lại. Pháp hỏa hỗn độn. Sau khi mấy ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ bỗng tăng lên, thân xác Diệp Quân cách đó không xa cũng bắt đầu vặn vẹo, sau đó bắt đầu thay đổi. Cho dù là kiếm ý vô địch của hắn cũng không thể chịu được pháp hỏa hỗn độn này. Cảm nhận được thế, Phục Võ biến sắc, bà ta bỗng giơ ngón tay mình lên giữa trán, một ngọn lửa lập tức bị bà ta ép buộc lấy ra. Âm hỏa thiên hành. Phục Võ cong ngón tay lại, âm hỏa thiên hành biến thành một tia lửa quang đi vào giữa trán Diệp Quân, sau đó một lớp lửa bao phủ Diệp Quân, sau khi tầng lửa này xuất hiện, thân xác vốn dĩ sắp tan chảy của Diệp Quân mới dần hồi phục. Thấy thế Phục Võ mới thu lại tầm nhìn, bà ta nhìn xung quanh. Ngọn lửa hỗn độn đó bỗng lao về phía bà ta và Diệp Quân như thủy triều. Ánh mắt Phục Võ lộ ra vẻ hung tợn, bà ta bỗng dậm chân phải. Vèo.
Phục võ biến thành tia kiếm quang lao lên từ mặt đất. Trên cả vạn trượng, phục võ bỗng cúi xuống nhìn. Xoạt! Nhát kiếm này như xé toạc cả bầu trời, vô số lửa hỗn độn đó cũng bị nứt ra một cái khe cực lớn vào lúc này. Ngay khi kiếm rơi xuống đất, một kiếm khí đáng sợ bỗng nổ tung, tất cả lửa hỗn độn bị nhát kiếm này làm cho chấn động. Phục võ lại chém một nhát nữa. Một tia kiếm quang lập tức lan ra cả vài trăm vạn trượng. Tất cả lửa hỗn độn bị nhát kiếm này của bà ta chém vỡ. Phục võ bỗng siết chặt vỏ kiếm, đâm mạnh một nhát về phía trước phá. Thời không xung quanh chỗ bà ta như chiếc gương bắt đầu bị phá vỡ, vài giây sau, bà ta và Diệp Quân quay lại thời không trước đó. Pháp thần ác đạo đứng cách trước mặt bà ta và Diệp Quân không xa. Pháp thần ác đạo nhìn chằm chằm phục võ, cô ta bỗng xòe tay ra, một cuốn sách cổ màu máu dày xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Tay phải cô ta bỗng siết chặt, cuốn sách đó biến thành vô số huyết tự bay ra, cùng lúc đó thời không xung quanh lại thay đổi. Diệp Quân và phục võ xuất hiện trong thế giới của một cuốn sách. Vô số huyết tự bay vòng xung quanh, dày đặc, vô tận. Ác thư. Nó chứa đựng tà ác vô tận của vũ trụ vô tận, mỗi lần vũ trụ xảy ra vũ trụ kiếp, cô ta sẽ luyện chế ác niệm tồn đọng trong vũ trụ đó thành một chữ sau khi vũ trụ đó bị tiêu diệt, có thể nói mỗi một chữ đều chứa đựng tà ác của một vũ trụ. Chí tà chí ác, mà cô ta luyện chế tất cả ác tự thành một cuốn sách ác thư. Trong ác thư, có một thế giới tà ác, khi phục võ và Diệp Quân bước vào thế giới tà ác này, thế giới này bắt đầu rỉ máu, vô cùng đáng sợ. Phục võ nhíu chặt mày, năm đó bà ta cũng từng đánh nhau với rất nhiều cường giả, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta gặp một thần pháp sư mạnh như vậy, rất nhiều lần kiếm của bà ta cũng không thể phá được nó. Phục võ không suy nghĩ nữa, bà ta không quan tâm đến mấy huyết tự kia nữa, ánh mắt bà ta luôn nhìn chằm chằm vào pháp thần ác đạo, ngay khi pháp thần ác đạo mở miệng định nói gì đó, kiếm của bà ta đột nhiên xuất hiện. Mục tiêu của nhát kiếm này không phải là mấy ác tự xung quanh đó mà là pháp thần ác đạo. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị bỗng vang lên từ thế giới tà ác này, sau đó kiếm của phục võ bắt đầu chậm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, hóa ra kiếm của bà ta không biết từ lúc nào đã bị từng ác tự che phủ, mấy ác niệm đó đang nuốt chửng kiếm của bà ta, quan trọng nhất là kiếm và kiếm ý của bà ta đều đang bắt đầu dần biến mất. Thấy thế trong mắt phục võ hiện lên tia kinh ngạc. Kiếm và kiếm ý của bà ta thuần khiết như thế nào? Thế nhưng lại không đỡ được mấy ác tự này. Phục võ nhìn xung quanh, bà ta nhận ra mình đã đánh giá thấp ác thư kỳ dị này rồi. Không nghĩ nhiều, phục võ bỗng buông thanh kiếm đó ra, vì không biết từ lúc nào mấy ác tự đó đã đến trước mặt bà ta muốn gặm nhấm bà ta. Phục võ nhắm mắt lại, bà ta xòe tay ra. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay của bà ta, hai tia kiếm quang đáng sợ bỗng phóng lên trời, kiếm quang cực mạnh kết hợp với ý chí kiếm đạo của bà ta làm chấn động các ác tự và ác huyết xung quanh. Rầm rầm. Khí thế của hai tia kiếm quang rất mạnh, điên cuồng đánh vào cả thế giới ác thư muốn cưỡng ép phá vỡ thế giới ác thư này. Ngay lúc này pháp thần ác đạo bỗng tiến đến trước, cô ta bỗng nói ác pháp. Hàng vạn ác tự xung quanh bỗng biến thành từng huyết quang cuồn cuộn lao theo các ác huyết xung quanh đó. Thấy thế phục võ híp mắt lại, tay trái bỗng siết chặt một thanh ý kiếm, ngay sau đó cơ thể bà ta lập tức trở nên hư ảo, thoáng chốc hàng vạn kiếm quang quét ra từ trong người bà ta. Kiếm quang, huyết quang, ác huyết. Mấy loại sức mạnh không ngừng điên cuồng đánh phá trong ác thế giới, cả ác thế giới chấn động, sóng xung kích sức mạnh đáng sợ không ngừng chấn động từ bốn phía giống như động đất, cực kỳ kinh khủng. Pháp thần ác đạo cách đó không xa nhìn thấy phục võ cứng rắn ngăn cản ác tự và ác huyết này, ánh mắt cô ta dần trở nên lạnh lùng. Phải nói rằng cô ta hơi ngạc nhiên, cô ta cũng không ngờ thực lực của quan chấp hành đứng đầu trong truyền thuyết này lại mạnh đến thế. Pháp thần ác đạo bỗng duỗi tay phải ra, sau đó cô ta siết chặt lại, thoáng chốc các ác tự xung quanh nhanh chóng bị thiêu đốt, lúc này các tà huyết cũng biến thành máu bị thiêu đốt. Sau khi mấy ác tự và ác huyết đó bắt đầu bùng cháy, kiếm thế và kiếm quang của phục võ bị chấn áp, mà sau khi kiếm thế và kiếm quang bị áp chế, vô số tà niệm ùa vào, phục võ cau mày, mấy tà niệm đó quá mạnh, nếu ở trạng thái đỉnh phong thì bà ta sẽ không sợ, nhưng lúc này bà ta chỉ có 6-7 phần thực lực lúc thời kỳ đỉnh cao thôi, cộng thêm còn bị phân tâm nên bà ta đã hơi khó chống cự.
Thấy thế pháp thần ác đạo bỗng niệm một câu chú cổ, ngay sau đó vô số tiếng gầm gừ tà ác bỗng xuất hiện trong thế giới ác thư, những âm thanh này thổi về phía Phục Võ như cơn bão dữ. Phục Võ nhìn Diệp Quân sau lưng, bà ta nhắm mắt lại, sau khi ổn định tâm thái, bà ta đột nhiên mở mắt ra, vô số kiếm quang bay ra từ giữa trán bà ta, điên cuồng đánh lại sức mạnh tà ác đáng sợ xung quanh. Nhưng ngay lúc này, đồng tử Phục Võ co rụt lại, bà ta xoay người, một sức mạnh đáng sợ bỗng lao đến. Lại một cường giả nữa xuất hiện. Phục Võ kéo Diệp Quân ra phía sau, chém mạnh một nhát kiếm về phía trước. Keng, kiếm quang vỡ tan, Phục Võ và Diệp Quân bị đánh văng ra xa, ngay khi họ văng ra, vô số ác tự và ác huyết lao về phía họ như điên. Khi Phục Võ và Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài, bà ta bảo vệ gắt gao Diệp Quân đang ở sau lưng mình, tự nhận lấy gần như toàn bộ sức mạnh. Hai người lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại, khi vừa mới dừng lại, Phục Võ cảm thấy trong cổ họng mình hơi ngọt, ngay sau đó, một vệt máu tươi từ từ chảy ra từ trong khóe miệng của bà ta. Bà ta cũng không quan tâm đến bản thân mình mà ngay lập tức phóng ra kiếm ý bảo vệ Diệp Quân đang ở sau lưng, đồng thời, đột nhiên bà ta vung tay cầm kiếm về phía trước. Kiếm quang giống như ánh trăng. Vèo. Ác tự và ác huyết bùng cháy ở trước mặt ngay lập tức bị kiếm của bà ta đẩy lùi, mặc dù ác tự và ác huyết vô cùng mạnh mẽ, nhưng thanh kiếm của Phục Võ cũng rất đáng sợ, vì vậy, những ác tự và ác huyết này hơi kiêng dè thanh kiếm của Phục Võ. Phục Võ thấy Diệp Quân không bị thương mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phương xa, ở bên ngoài cách đây mấy vạn trượng, có một ông lão đang đứng ở đó. Ông lão đó mặc áo dài màu đen, vẻ mặt cực kỳ hung ác, đôi mắt sáng rất có tinh thần, vác theo một thanh kiếm trọng xích ở sau lưng, thanh trọng xích này rất lớn, còn lớn hơn cả cơ thể ông ta, tạo nên cảm giác cực kỳ áp bức. Tầm mắt của Phục Võ dừng lại trên thanh trọng xích sau lưng ông lão đó một lúc, bà ta xòe bàn tay trái. Một luồng kiếm ý bay ra, cuối cùng nó biến thành từng lớp lá chắn bảo vệ Diệp Quân đang đứng ở sau lưng bà ta. Bởi vì bà ta sợ pháp thần ác đạo sẽ nhân lúc bà ta không chú ý mà hút máu của Diệp Quân một lần nữa. Ở phía đối diện, pháp thần ác đạo nhìn ông lão đột nhiên xuất hiện đó, nhíu chặt lông mày lại, cực kỳ không vui, Hồng Thánh Vương, ông đang làm gì vậy? Ông lão bình tĩnh đáp, pháp thần, ta biết ngươi muốn ba loại huyết mạch đặc thù trong người Diệp Quân. Ba loại huyết mạch đặc thù đó có thể thuộc về ngươi, nhưng tòa tháp và thanh kiếm trên người hắn phải thuộc về tộc Đại Vu ta. Còn thần vật của nền văn minh thiên hành cũng sẽ được phân chia theo những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Pháp thần ác đạo nhìn chằm chằm ông lão, không nói gì. Ông lão cũng không sợ cô ta, rất công bằng, đúng không? Pháp thần ác đạo thu ánh mắt lại, cô ta nhìn vào Phục Võ và Diệp Quân đang ở xa xa, được. Ông lão nhìn pháp thần ác đạo, hợp tác vui vẻ. Dứt lời, ông ta đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ trong tích tắc, thanh trọng xích đó đã phóng tới đỉnh đầu của Phục Võ, sau đó đập mạnh xuống. Vào lúc trọng xích giáng xuống, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên càn quét, ngay cả ác tự và ác huyết ở xung quanh cũng liên tục bị ép lùi lại. Đối mặt với thanh trọng xích đáng sợ này, Phục Võ vẫn hờ hững, bà ta đâm một thanh kiếm tới. Một luồng kiếm quang bùng lên, Hồng Thánh Vương cầm trọng xích liên tục lùi lại phía sau ngàn trượng, một luồng sức mạnh vô hình lại một lần nữa xông ra từ trong sân, thời không của toàn bộ thế giới ác thư dao động liên hồi, vô cùng kinh khủng. Sau khi Hồng Thánh Vương dừng lại, ông ta nhìn vào cánh tay đang nứt ra của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phục Võ đang ở phía xa, cười phá lên, không hổ là quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành. Nếu không phải nền văn minh thiên hành đang có xung đột nội bộ thì ngay cả khi tộc Đại Vu của ta và ác đạo minh liên thủ với nhau cũng khó có thể đánh bại được. Nền văn minh thiên hành. Nền văn minh này là nền văn minh cấp 5 đỉnh cao, chiến đấu một mình, hiện giờ bất cứ nền văn minh cấp 5 nào được biết đến đều không phải là đối thủ của họ. Nghe thấy những gì Hồng Thánh Vương nói, Phục Võ cụp mắt xuống, không nói lời nào. Hồng Thánh Vương quay đầu lại nhìn pháp thần ác đạo, pháp thần, bây giờ đừng nói tới mấy quy tắc trong giang hồ nữa, ngươi thấy thế nào? Hiển nhiên, ông ta đang bất mãn với việc pháp thần ác đạo chỉ đứng bên ngoài theo dõi trận chiến mà không vào hỗ trợ. Ông ta cũng biết rằng muốn giết chết quan chấp hành đứng đầu dù lúc này không phải là thời kỳ đỉnh cao của đối phương cũng là chuyện không thể xảy ra. Nghe thấy lời nói của Hồng Thánh Vương, pháp thần ác đạo lạnh lùng liếc ông ta. Vừa định mở lời thì vào lúc này,
Phục Võ đột nhiên biến mất tại chỗ, vẻ mặt của Hồng Thánh Vương đột nhiên thay đổi, vung trọng xích lên chắn ở trước mặt. Bốp! Khi nhát kiếm này giáng xuống, Hồng Thánh Vương lập tức bị chém bay, nhưng Phục Võ cũng không thừa thắng xông lên truy đuổi, cơ thể bà ta chợt lóe lên, lại lùi về phía sau bảo vệ bên cạnh Diệp Quân. Vừa mới về đến bên cạnh Diệp Quân, một luồng ác huyết đã đánh tới, mục tiêu của nó chính là Diệp Quân đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt của Phục Võ lóe lên sự lạnh lùng, chợt chém xuống một kiếm. Phịch! Ác huyết lập tức bị chém lùi lại. Lúc này, Hồng Thánh Vương đột nhiên lao tới phía trước, hai tay cầm theo trọng xích nện thẳng vào người Phục Võ. Đập xuống một nhát, vô số ác huyết ở xung quanh lập tức sôi sục, dâng cao lên ngàn trượng. Phục Võ hờ hững giơ tay ra chém một kiếm, chỉ có một kiếm đơn giản. Phịch, Hồng Thánh Vương và Thanh Trọng Xích lại bị đánh bay ra bên ngoài một lần nữa, nhưng vào lúc này, một cột máu đột nhiên xẹt qua sân, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của Phục Võ. Phục Võ cầm kiếm đâm tới. Ầm. Kiếm quang tỏa ra, các cột máu lập tức bị cản lại, nhưng vào lúc này, Hồng Thánh Vương bất ngờ xông tới trước mặt Phục Võ, ông ta gào lên đầy giận dữ. Lại hung hăng đập trọng xích vào người Phục Võ. Phục Võ phất tay áo bên trái. Ầm. Hồng Thánh Vương và Thanh Trọng Xích lại bị đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, hai mắt của Hồng Thánh Vương mở to, cảm thấy hơi khó tin, ông ta yếu như vậy sao? Pháp thần ác đạo hờ hững nhìn Hồng Thánh Vương, rồi nhíu mày lại, lúc lão già này ra sân, thoạt nhìn đánh đấm rất khá, không ngờ lại yếu như vậy. Không thể không nói. Quả thật là lúc này Hồng Thánh Vương hơi nghi ngờ cuộc đời. Theo những gì ông ta thấy, lẽ ra ông ta, Phục Võ và Pháp Thần Ác Đạo phải cùng một cấp bậc, thậm chí ông ta còn có thể mạnh hơn một chút, nhưng trong lúc hai bên đánh nhau, ông ta lại cảm thấy có gì đó không ổn, người phụ nữ này mạnh hơn những gì ông ta tưởng tượng rất nhiều. Hồng Thánh Vương hơi do dự, sau đó nhìn Diệp Quân đang nằm ở cách đó không xa, Pháp Thần, ngươi cản bà ta lại, ta giết kẻ này trước. Vừa nói ông ta vừa muốn tấn công, nhưng lại chần chừ, sau đó quay đầu nhìn về phía Pháp Thần Ác Đạo. Sâu thẳm bên trong đôi mắt của Pháp Thần Ác Đạo hiện lên vẻ chán ghét, cô ta cực kỳ khinh thường một số người trong tộc đại vu của nền văn minh vô gian, nhưng vì toàn cục, cô ta không còn cách nào khác nên đành phải hợp tác với họ. Không suy nghĩ gì nhiều, Pháp Thần Ác Đạo vung tay áo lên, trong phút chốc. Ác tự ở xung quanh đột nhiên tỏa ra từng cột máu cực kỳ đáng sợ bắn nhanh về phía Phục Võ. Nhìn thấy Pháp Thần Ác Đạo tấn công, cơ thể của Hồng Thánh Vương mới run lên, vọt về phía của Diệp Quân ở đằng xa. Nhìn thấy cảnh này, Phục Võ cau mày lại, bà ta tiến về trước một bước, tay phải cầm lấy thanh kiếm chém xuống một nhát. Ầm! Khi thanh kiếm này chém xuống, đã ép các cột máu đó ngừng lại, nhưng vào lúc này, Hồng Thánh Vương đã lao tới trước mặt Diệp Quân, hung hăng đá một cú về phía Diệp Quân đang nằm trên mặt đất, bấy giờ, Diệp Quân đang nằm trên mặt đất bỗng mở mắt ra. Hồng Thánh Vương nhìn thấy Diệp Quân mở mắt, chợt sửng sốt. Đột nhiên Diệp Quân xuất kiếm. Kiếm Thanh Huyên, phập, thanh trọng xích trong tay Hồng Thánh Vương bị kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân chém vỡ, nhưng Diệp Quân lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa, lần này hắn bị đánh bay ra thật xa, cuối cùng nặng nề ngã xuống. Hắn phun máu tươi, tức giận mắng, mẹ kiếp, vốn dĩ hắn đã bị thương nặng, phải nghỉ rất lâu mới bình phục lại được, nhưng vừa mới tỉnh lại đã thấy một lão già khốn kiếp vung thanh trọng xích đánh hắn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng đánh thêm một đòn. Nhưng trạng thái bây giờ của hắn làm sao ngăn cản nổi sức mạnh của Hồng Thánh Vương. Đánh ra một đòn này, cơ thể và kiếm ý của hắn mặc dù không bị đánh vỡ, nhưng linh hồn của hắn lại chịu không nổi. Nó lập tức trở nên mờ ảo, giống như làn khói, đã muốn hoàn toàn tiêu tán. Đúng lúc đó, kiếm Thanh Huyên bỗng nhiên hóa thành kiếm quang bay vào trán của Diệp Quân, giúp hắn chữa trị thần hồn. Đằng xa, Hồng Thánh Vương vừa sợ hãi vừa hưng phấn, sợ hãi là vì ông ta thật sự không ngờ thanh kiếm này của Diệp Quân lại đáng sợ như thế, ngay cả thần vật trong tay ông ta cũng có thể đánh vỡ, hưng phấn là vì thanh kiếm này sắp thuộc về ông ta rồi. Thấy Diệp Quân đã ngất xỉu, Hồng Thánh Vương nhanh chóng xông về phía hắn. Nhưng đúng lúc đó, ở đằng xa, cột máu trước mặt Phục Võ bị bà ta chém thẳng tới, tiếp đó, cơ thể bà ta run lên, biến thành một luồng kiếm quang chém thẳng về phía Hồng Thánh Vương. Bùm!
Hồng Thánh Vương bị một kiếm này của Phục Võ chém lùi xa gần ngàn trượng. Nhưng Phục Võ không thừa thắng xông lên, cơ thể bà ta run rẩy, lùi đến trước mặt Diệp Quân. Sau khi Hồng Thánh Vương dừng lại, ông ta nhìn xuống ngực mình, chỗ đó có một vết kiếm sâu, ông ta bỗng nhiên trở nên sợ hãi và căng thẳng. Pháp thần ác đạo vừa muốn ra tay, bỗng nhiên cô ta như cảm nhận được gì đó, chân mày cau lại, cô ta nhìn chằm chằm Phục Võ, bà đang giữ sức. Giữ sức sao? Nghe thấy pháp thần ác đạo nói như vậy, Hồng Thánh Vương rất ngạc nhiên, đánh cả nửa ngày trời, người phụ nữ này vẫn còn giữ sức sao? Bỗng nhiên ánh mắt Phục Võ lóe lên tia hung dữ, bà ta chắp hai tay thành hình chữ thập, tiếp đó, bà ta bước lên trước một bước, hai tay làm kiếm chém thẳng về phía trước, phá. Xoẹt. Chém ra kiếm này, cả ác thế giới bị chém ra một vết nứt dài, nhưng khóe miệng bà ta lại nhuốm máu tươi. Bà ta xoay người nhìn Diệp Quân nằm trên mặt đất, sau đó cơ thể bà ta run lên, trốn khỏi ác thế giới. Vẻ mặt pháp thần ác đạo trở nên u ám, cơ thể cô ta run lên, biến mất tại chỗ. Bên ngoài. Cơ thể đang kéo Diệp Quân của Phục Võ run lên, bà ta đi xuyên qua hàng triệu tinh vực. Khóe miệng bà ta không ngừng trào ra máu tươi. Bà ta đưa Diệp Quân trở về nền văn minh thiên hành, giao Diệp Quân cho Tịnh Sơ. Nhưng vào lúc này, thời không xung quanh bà ta đột nhiên trở nên mờ ảo, sắc mặt Phục Võ trở nên u ám, bà ta chém xuống một nhát kiếm, thời không mờ ảo trước mặt lập tức bị xé rách, ngay sau đó có một bàn tay khô héo từ thời không trước mặt bà ta đưa ra bắt lấy. Phục Võ híp hai mắt lại, tay trái bà ta kéo Diệp Quân ra phía sau, tay phải vung kiếm ngăn cản. Bụp! Kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quân và Phục Võ bị đánh bay thẳng ra rất xa. Lúc đó thời không xung quanh tan vỡ, pháp thần ác đạo cầm ác thư chậm rãi xuất hiện, bên cạnh cô ta còn có năm cường giả đi theo. Trừ Thánh Vương, Hồng Thánh Vương, Tông Thánh Vương, Thế Tông, Vu Dịch. Ngoại trừ những người này thì còn có một ảo ảnh, cánh tay khô héo kia thì ra là của ảo ảnh này, nhưng mà ông ta không phải bản thể mà là một ảo ảnh. Phục Võ đỡ Diệp Quân ngừng lại, bà ta lau máu tươi trên miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn đám cường giả pháp thần ác đạo. Không nói lời vô nghĩa, cơ thể và linh hồn của bà ta đột nhiên bốc cháy. Khí tức nhanh chóng tăng vọt. Nhìn thấy cảnh này, pháp thần ác đạo cau chặt mày. Còn những vị thánh vương khác thì ánh mắt tràn đầy sự căng thẳng. Không thể không nói, bọn họ thật sự vô cùng kiêng dè Phục Võ, nếu người này vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Bọn họ không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Tay trái của Phục Võ đột nhiên kéo Diệp Quân. Sau đó tay trái nắm lấy eo của Diệp Quân, tiếp theo bà ta biến thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Sắc mặt của pháp thần ác đạo và những cường giả kia đều thay đổi. Ngân hà xung quanh bỗng chốc sôi trào, sau đó từng chút tắt đi. Bây giờ, ảo ảnh kia đột nhiên tiến về phía trước, ông ta đưa một cánh tay khô héo ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống phía trước. Đùng! Cái đè này, đè thẳng luồng kiếm quang kia xuống đất. Phục Võ đột nhiên quát lên, tay phải đang cầm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Rầm. Ảo ảnh kia lập tức bị đẩy lui xa ra ngoài. Lúc đó, những cường giả pháp thần ác đạo đồng thời ra tay. Đùng đùng. Giữa sân, theo những tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, từng luồng kiếm quang vỡ tan nát, nhưng những cường giả pháp thần ác đạo cũng bị đánh bay ra. Một lát sau, một kiếm quang xé mở thời không, biến mất trong tinh hà vô tận. Ảo ảnh kia đang muốn đuổi theo, pháp thần ác đạo đột nhiên nói, bà ta sống không nổi đâu, đám cường giả nhìn pháp thần ác đạo, lúc này mới phát hiện ác thư trong tay cô ta đã biến mất. Pháp thần ác đạo nhìn tinh không sâu thẳm, chuẩn bị đi, lập tức tiêu diệt nền văn minh thiên hành và Diệp Quân. Cửa vào nền văn minh thiên hành. Phục Võ giúp Diệp Quân đến lối vào, bà ta không đưa Diệp Quân đi vào trong, mà đặt Diệp Quân xuống đất, sau đó tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực Diệp Quân. Một tia sức mạnh ôn hòa mạnh mẽ chui vào ngực Diệp Quân, lát sau Diệp Quân đã tỉnh lại. Thấy Diệp Quân mở mắt ra, Phục Võ nói nhỏ tỉnh rồi sao? Diệp Quân ngạc nhiên, tiền bối. Nói xong, hắn muốn đứng lên nhưng lại phát hiện bây giờ bản thân vô cùng yếu ớt, ngay cả một chút sức cũng không có. Phục Võ ôn hòa nói, người đã từng đến hệ Ngân Hà rồi à? Diệp Quân hơi tò mò, sao tiền bối biết được? Phục Võ nói, nhất niệm nói với ta.
Diệp Quân đang muốn nói gì đó, nhưng hắn bỗng nhiên nhận ra Phục Võ không bình thường, hắn đang muốn hỏi thì Phục Võ đã nói, ta muốn nhờ ngươi hai chuyện, được không? Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối. Phục Võ mỉm cười, nhất niệm gọi ta là Phục tỷ, ngươi cũng có thể gọi ta là Phục tỷ. Diệp Quân do dự một lát, sau đó gọi, Phục tỷ. Phục Võ gật đầu, nói nhỏ, lúc bước vào tiểu tháp, ta đã biết được người có thể cứu nền văn minh thiên hành chỉ có ngươi, đây là chuyện thứ nhất. Nói đến đây, cổ họng bà ta đột nhiên tanh ngọt, một ngụm máu tươi tràn lên. Diệp Quân sợ hãi, vội vàng ngồi dậy đỡ lấy bà ta, giọng run run nói, tiền bối. Phục Võ lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai. Ta vẫn luôn muốn đến nơi có tên là hệ ngân hà đó nhìn xem, đáng tiếc, vẫn mãi không có thời gian, ta hy vọng, sau này nếu ngươi có thời gian, đưa quả hạch của ta đến hệ ngân hà một chuyến, đưa ta đi ăn những món ngon của hệ ngân hà, sau đó chôn ta ở hệ ngân hà. Nói xong, bà ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng nền văn minh thiên hành ở đằng xa, đôi mắt dần dần tiêu tán, thều thào, đừng để quả hạch của ta vào tổ thạch luân hồi, sống, quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi. Diệp Quân gật đầu, sau đó xòe tay ra, tiểu tháp bỗng phóng lên trời, ngay sau đó tiểu tháp phóng ra hàng vạn tia sáng màu vàng bao phủ lấy những người nền văn minh thiên hành đó, tất cả bọn họ đều nhận được thu vào trong tiểu tháp. Tổ thạch luân hồi bỗng nói, còn ta nữa. Khoảng thời gian này, nó thật sự rất khiếp sợ, bên ngoài đúng là nguy hiểm quá. Diệp Quân để tiểu tháp thu cả tổ thạch luân hồi và cây thần sinh mệnh vào trong tiểu tháp. Vừa vào tiểu tháp, tổ thạch luân hồi đó giật mình, ôi vãi, lợi hại quá. Tiểu tháp. Tịnh Sơ nhìn Diệp Quân trầm giọng nói, hai người cũng vào tiểu tháp đi. Tịnh Sơ khẽ gật đầu, ừ. Đợi Tịnh Sơ và Nhất Niệm vào tiểu tháp, Diệp Quân lấy kiếm thanh huyên ra, sử dụng kiếm thanh huyên, bỗng chốc hắn biến thành tia kiếm quang rồi biến mất. Quay về Đại Chu. Nơi đó có kiếm khí của cô để lại, quay lại nơi đó mới có thể an toàn được. Bây giờ dĩ nhiên hắn sẽ không liều chết với ác đạo minh và vũ trụ vô gian, đánh không lại. Phát triển thực lực trước đã. Vừa tiến vào thời không, dường như cảm nhận được gì, Diệp Quân bỗng biến sắc, chỉ thấy thời không xung quanh chỗ hắn bỗng đông cứng lại, thoáng chốc hắn đã tiến vào một thời không kỳ lạ. Ác thế giới, pháp thần ác đạo. Diệp Quân sầm mặt, hai tay hắn cầm kiếm chém một nhát. Vèo. Thời không ở ác thế giới này bị hắn xé toạc nứt ra, nhưng lúc này một bàn tay khô phá vỡ thời không trước mặt hắn. Diệp Quân biến sắc, hai tay hắn cầm kiếm chém mạnh một nhát. Vèo. Một tia kiếm quang bị phá vỡ, Diệp Quân văng ra xa, lúc dừng lại, hắn đã xuất hiện trong một tinh không chưa được biết đến. Một người phụ nữ chậm rãi bước đến từ nơi cách hắn cả ngàn trượng. Chính là pháp thần ác đạo. Bên cạnh pháp thần ác đạo là Vu Dịch, ba vị thánh vương và hư ảnh bí ẩn, có cả Thế Tông. Pháp thần ác đạo liếc nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, không nói gì, nhưng ánh mắt của mấy cường giả khác đều đổ dồn vào kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, họ đều khá ngạc nhiên, tất nhiên cũng thèm muốn nó. Vu Dịch không có hứng thú với kiếm thanh huyên, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nhạo, muốn chạy à? Chạy đi đâu? Diệp Quân nhìn Vu Dịch, một đánh một. Vu Dịch khẽ cười, ta muốn đánh hội đồng với ngươi, ngươi muốn thế nào? Diệp Quân lạnh nhạt nhìn Vu Dịch, không biết xấu hổ. Ánh mắt Vu Dịch trở nên lạnh như băng, pháp thần, giết hắn. Pháp thần ác đạo quay đầu nhìn Vu Dịch, nhíu mày, có phải đầu ngươi có vấn đề không? Ta là thuộc hạ của ngươi à? Vu Dịch. Lúc này hư ảnh đó bỗng nói, tất cả mọi thứ của nền văn minh thiên hành đều nằm trong tháp của hắn, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói rồi gã tiến đến trước, đánh ra một quyền. Tinh không dậy sóng. Diệp Quân cách đó khá xa híp mắt, vừa định ra tay thì lúc này Tịnh Sơ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, bà ta đánh ra một quyền. Bụp. Hư ảnh đó bị chấn động lùi về sau cả ngàn trượng. Nhìn thấy Tịnh Sơ, vẻ mặt của mấy vị thánh vương trở nên nghiêm trọng, thực lực của quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ này không thua kém gì Phục Võ. Tịnh Sơ vừa định ra tay lần nữa, Diệp Quân bỗng nói, chúng ta đi thôi, đắc tội rồi. Nói rồi hắn kéo cánh tay Tịnh Sơ, sau đó dùng kiếm thanh huyên cưỡng ép xuyên qua thời không.
hắn biết đánh nhau với đám người này ở bên ngoài như vậy, hai người họ không có khả năng thắng, phải dẫn chúng đến Đại Chu. Nhưng vừa xuyên qua thời không, sắc mặt hắn lại thay đổi, vì xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều chữ màu đỏ máu. Ác tự! Tịnh Sơ bỗng tiến đến trước, tay phải bà ta giơ lên, sau đó siết chặt lại. Ầm! Một ý chí võ đạo đáng sợ bỗng trào ra từ trong người bà ta, ý chí võ đạo cực mạnh ép ác tự đó lùi lại. Xoạt! Lúc này thời không cách đó không xa bỗng nứt ra, sau đó một bàn tay khô tóm lấy. Cả người Diệp Quân run lên, chém một nhát về phía đó. Diệp Quân bị văng ra xa, nhưng ngay sau đó một bàn tay lại tóm lấy hắn, chính là Tịnh Sơ. Bàn tay khô đó lại bị nhát kiếm của Diệp Quân chém chúng làm cho trở nên hư ảo. Sau khi dừng lại, Diệp Quân cảm thấy cánh tay mình tê cứng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối tầm nhìn, đám người pháp thần ác đạo chậm rãi bước đến. Thời không xung quanh rung chuyển từng đợt. Sau đó rất nhiều máu trào ra. Ác huyết. Rất nhiều ác huyết dâng về phía Diệp Quân và Tịnh Sơ theo các ác tự xung quanh. Tịnh Sơ híp mắt lại, đang định ra tay thì vào lúc này, Diệp Quân bỗng truyền âm huyền khó cho bà ta, Tịnh Sơ tiền bối đừng đánh, đợi lát nữa trợ giúp tháp gia của ta. Tịnh Sơ sửng sốt, hơi khó hiểu, vừa định hỏi thì ngay sau đó vô số ác tự và ác huyết đã lao đến trước mặt họ, ngay lúc này Diệp Quân đột nhiên siết chặt hai tay. Huyết mạch phong ma trong người hắn lao ra ngoài. Dầm. Một sức mạnh huyết mạch đáng sợ dâng lên từ trong người hắn, vì Tịnh Sơ có ý chí võ đạo bảo vệ nên các ác tự và ác huyết kia không thể tới gần bà ta, nên tất cả đều lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân không hề phòng vệ, vô số ác huyết và ác tự lao vào trong người Diệp Quân như điên. Thấy thế các cường giả pháp thần ác đạo đều sửng sốt. Đây là làm gì? Thật ra Diệp Quân cũng đang đánh cược xem mấy ác huyết và ác tự này không thắng được huyết mạch phong ma. Mà sự tự tin của hắn là ông nội. Nhưng Diệp Quân cũng không dám xem thường ác tự và ác huyết này, thế nên lần này hắn hoàn toàn phát điên. Khi vô số ác huyết và ác tự xâm nhập vào người Diệp Quân, chúng lập tức muốn ăn mòn thân xác và linh hồn của Diệp Quân, nhưng chúng lại giật mình nhận ra huyết mạch phong ma của Diệp Quân đang nuốt lấy chúng. Cái gì đây? Các ác tự và ác huyết đều ngơ ngác. Đã nhiều năm thế rồi, chỉ có chúng ăn mòn người khác, hôm nay lại có người đến nuốt chửng lấy chúng. Dĩ nhiên chúng sẽ không ngồi yên đợi chết, thế là đánh nhau với huyết mạch phong ma. Tính cách của huyết mạch phong ma rất tệ. Lập tức nổi giận, điên cuồng hấp thụ ác tự và ác huyết đó. Sau khi Diệp Quân hoàn toàn phát điên, huyết mạch phong ma của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Ép buộc trấn áp mấy ác tự và ác huyết đó, sau đó nuốt chửng chúng. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức huyết mạch phong ma trên người Diệp Quân đã tăng lên rất nhanh, tốc độ đó hệt như núi lửa phun trào. Thấy thế sắc mặt đám cường giả pháp thần ác đạo đều xa sầm lại. Vu Dịch quay đầu nhìn pháp thần ác đạo, tức giận nói, ngươi mang đến sự ấm áp cho người ta sao? Ngươi! Pháp thần ác đạo xoay người tát một bạt tai. Bốp! Vu Dịch không kịp đề phòng bị tát văng ra xa. Pháp thần ác đạo lạnh lùng nhìn Vu Dịch ở đằng xa, mẹ kiếp, người lấy can đảm ở đâu ra mà dám nói với ta như thế hả? Các cường giả nền văn minh vô gian đó đều ngơ ngác, vì họ không ngờ pháp thần ác đạo sẽ bất ngờ tấn công. Sau khi hoàn hồn, sắc mặt các cường giả nền văn minh vô gian xa sầm lại. Pháp thần ác đạo không chỉ đánh vào thể diện của Vu Dịch mà còn là thể diện của nền văn minh vô gian. Mặc dù họ không thích vài hành động của Vu Dịch nhưng dĩ nhiên lúc này họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hư ảnh đó bỗng nói, pháp thần ác đạo, cô làm thế là có ý gì? Pháp thần ác đạo lạnh lùng nhìn hư ảnh, ba chí tôn, ác đạo minh ta và vũ trụ vô gian của ngươi có quan hệ đồng minh, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, ta hành xử thế nào, không cần vũ trụ vô gian các ngươi chỉ tay năm ngón, hiểu không? Dứt lời, cô ta lại nhìn Vu Dịch ở đằng xa. Ánh mắt toát ra sát khí, còn dám vung tay múa chân với ta nữa thì ta nuốt sống ngươi đấy. Vu Dịch nổi giận, định phát cáu nhưng lại bị ba chí tôn ở một bên ngăn lại. Ba chí tôn nói, Dịch tiểu thư, cô nên có sự tôn trọng với cường giả. Sắc mặt Vu Dịch vô cùng khó coi nhưng lại không dám làm gì. Ba chí tôn cũng mặc kệ cô ta, nhìn sang pháp thần ác đạo, pháp thần,
nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là giải quyết Diệp Quân này, cô nghĩ sao? Pháp thần ác đạo thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, lúc này khí tức của Diệp Quân đã tăng đến mức cực kỳ mạnh, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi. Vì cô ta nhận ra ác tự và ác huyết của cô ta không đấu lại huyết mạch đặc biệt này của Diệp Quân, thế mà lại bị nuốt chửng hết. Cô ta khá ngạc nhiên. Phải biết mấy ác tự và ác huyết này của cô ta đều chứa tà niệm tối thượng của thế gian, mà huyết mạch này lại không hề sợ, hấp thu gần hết. Huyết mạch này còn mạnh hơn ác tự và ác huyết của cô ta ư. Pháp thần ác đạo chỉ cảm thấy hơi vô lý. Tịnh Sơ nhìn Diệp Quân, ánh mắt cũng lộ ra vẻ bất ngờ và kinh ngạc. Ba Chí Tôn bỗng nói, phải ngăn hắn lại. Lúc này huyết mạch phong ma của Diệp Quân mạnh đến mức bất thường. Pháp thần ác đạo không suy nghĩ nhiều nữa, xòe tay ra, một pháp trượng cổ bỗng xuất hiện trong tay cô ta cách không trung chỉ nhẹ về phía Diệp Quân ở phía xa. Thoáng chốc vô số lôi kiếp tụ lại từ giữa không trung, cuối cùng lao về phía Diệp Quân như thủy triều. Thấy thế, Tịnh Sơ lập tức bước ra, chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó siết chặt lại, khí thế ý chí võ đạo cuộn lên như sấm sét, chống lại những lôi kiếp giữa không trung đó. Pháp thần ác đạo quay đầu lại nhìn Ba Chí Tôn, Ba Chí Tôn hiểu ý, lập tức lao về phía Tịnh Sơ muốn cuồng lôi. Mặt Tịnh Sơ không cảm xúc, giẫm mạnh chân phải, ý chí võ đạo đáng sợ chặn Ba Chí Tôn tại chỗ. Nhưng lúc này ba vị thánh vương đó bỗng lao đến chỗ Diệp Quân. Thấy thế ánh mắt Tịnh Sơ lóe lên một tia lạnh lẽo, bà ta bỗng giận dữ hét lên, siết chặt tay phải thành quyền lao về phía trước, nắm đấm bộc phát ra. Một quyền thế đáng sợ bỗng lao ra khỏi nắm đấm của bà ta. Ba vị thánh vương bị cú đấm của bà ta làm cho văng ra xa, vô số lôi kiếp xung quanh và Ba Chí Tôn cũng bị đánh cho lùi lại. Lúc này chân phải Tịnh Sơ quét một đường sang bên cạnh, hai tay nhấc lên, một vực bao phủ lấy bà ta và Diệp Quân. Võ vực. Tịnh Sơ nhìn đám cường giả pháp thần ác đạo, vẻ mặt bà ta bỗng trở nên hung hăng, giẫm chân phải ra. Hai tay siết chặt thành quyền đánh về phía trước. Ý chí võ đạo đáng sợ cuồn cuộn lao ra khiến đám cường giả pháp thần ác đạo lùi về sau cả ngàn trượng. Sau khi đám cường giả pháp thần ác đạo dừng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thực lực của quan chấp hành đứng đầu nền văn minh thiên hành đương thời cũng rất kinh người. Ba Chí Tôn bỗng nói, không thể để Diệp Quân tiếp tục hấp thụ mấy cái kia nữa. Pháp thần ác đạo nhìn Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân đã biến thành một huyết nhân, không chỉ thế, trên người hắn bỗng tràn ngập vô số ác niệm, vốn dĩ trên người hắn chỉ có sát ý và tà khí nhưng bây giờ lại có thêm một ác niệm. Hơn nữa tinh vực xung quanh bắt đầu biến thành màu đỏ. Không bình thường chút nào. Pháp thần ác đạo chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta biết không thể tiếp tục dây dưa nữa, nếu không đợi thực lực của Diệp Quân cũng tăng lên thì khó giết. Pháp thần ác đạo bỗng xòe tay ra. Một ấn ký màu đen xuất hiện trong tay, một con yêu thú hung ác bay vòng quanh ở phía trên ấn ký, móng vuốt dang rộng, đôi mắt mở to, ngửa đầu lên trời như muốn nuốt chửng trời đất, xung quanh ấn ký màu đen còn có 9 con hắc long vây quanh, những con hắc long sống động như thật. Pháp thần ác đạo thầm niệm chú cổ, 9 con hắc long bỗng nhúc nhích, thoáng chốc 9 con hắc long bay ra khỏi ấn ký đó, sau đó lao thẳng về phía Tịnh Sơ, cơ thể chúng dần trở nên to lớn, trong tích tắc đã dài đến cả vạn trượng. Cả vũ trụ tinh vực bị khí tức của chúng nghiền nát. Nhìn thấy 9 con hắc long này, sắc mặt của các thánh vương ở một bên đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng, vì họ cảm nhận được khí tức trên mỗi con hắc long này không hề thua kém họ. Mấy vị thánh vương nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vẫn hơi xem thường pháp thần ác đạo này quá. Ngay khi 9 con hắc long đó lao vào đến võ vực của Tịnh Sơ, võ vực này lập tức sôi trào, sắc mặt Tịnh Sơ dần trắng bệch. Tịnh Sơ không lùi mà vẫn tiến lên, bà ta xòe tay ra, một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong lòng bàn tay, ngay sau đó bà ta đập xuống mạnh xuống. Ý chí võ đạo đáng sợ bộc phát ra theo quyền hỏa từ trước mặt bà ta, sức mạnh cường lập tức đánh văng 9 con hắc long ra khỏi võ vực của bà ta, lúc này bà ta lại tiến lên một bước, sau đó lại tung ra một quyền. Một cột lửa cuồn cuộn lao ra, vèo. 9 con hắc long lại bị một quyền của bà ta đánh lùi, 9 con hắc long ngửa đầu lên gầm gừ. Đúng lúc này, ấn ký trong tay pháp thần ác đạo bỗng rung lên dữ dội, yêu thú hung hãn xoay vòng trên ấn ký bỗng bay ra, 9 con hắc long biến thành 9 tia sáng đen lao vào trong cơ thể yêu thú.
khí tức của yêu thú hung ác đó bỗng tăng lên nhanh chóng, bắt đầu thay ra đổi thịt. Không lâu sau một con hắc long chín đầu xuất hiện, Tịnh Sơ híp mắt lại, tộc thần long viễn cổ. Các cường giả của nền văn minh vô gian ở một bên cũng ngạc nhiên, họ cũng biết về tộc thần long viễn cổ này, năm đó cũng là nền văn minh vũ trụ cấp 5, sau đó đã xảy ra mâu thuẫn văn minh với nền văn minh thiên hành, sau đó đánh nhau với nền văn minh thiên hành nhưng lại thất bại, cả nền văn minh biến mất trong dòng lịch sử dài. Họ không ngờ hắc long của tộc thần long viễn cổ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Hắc long đó cúi đầu nhìn Tịnh Sơ, ánh mắt hung hãn, gầm gừ, nền văn minh thiên hành cũng có ngày hôm nay. Mặt Tịnh Sơ không cảm xúc, năm đó khi tộc thần long viễn cổ của ngươi đánh với nền văn minh thiên hành ta, các ngươi vẫn còn khí khái, cả tộc đều chết trận, không ai chịu đầu hàng, không ngờ bây giờ ngươi lại đầu hàng ác đạo minh, nếu tiên tổ tộc thần long viễn cổ biết được, không biết có bị ngươi chọc tức mà sống lại không nữa. Hỗn láo! Hắc long đó tức giận nói, nền văn minh thiên hành chết tiệt, ngươi, pháp thần ác đạo bỗng nói, đừng nhiều lời nữa, giết bà ta đi. Hắc long có vẻ hơi sợ pháp thần ác đạo, không dám cãi lời, lập tức lao về phía Tịnh Sơ. Cả tinh hà như bị thiêu đốt. Trước mặt hắc long này, Tịnh Sơ nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng trong mắt bà ta không có bất kỳ tia dao động nào, bà ta bỗng bay lên trời tung ra nắm đấm. Một quyền quang lửa đập mạnh vào đầu hắc long đó. Hắc long kêu gào lên, văng ra xa, vảy trên đầu bị thiêu đốt từng chút, máu bắn ra tung tóe, nhưng Tịnh Sơ cũng bị sức mạnh của nó chấn động lùi về sau. Lúc Tịnh Sơ lùi lại, một bàn tay khô đã tóm lấy Diệp Quân ở phía xa. Thấy thế, Tịnh Sơ bị chấn động văng ra xa biến sắc, bà ta bỗng tức giận hét lên, đạo diệt. Vừa dứt lời, bà ta tung ra một quyền. Đòn tấn công này khiến sức mạnh pháp tắc đại đạo thiên địa lập tức mục nát, trời đất suy tàn. Ba chí tôn bị văng ra xa cả mấy ngàn trượng, vừa dừng lại cơ thể ông ta trở thành một làn khói xanh. Các thánh vương đều ngạc nhiên. Pháp thần ác đạo lạnh lùng nhìn ba chí tôn, bản thể còn không đến, ngươi nghĩ chỉ dựa vào bóng ảnh của ngươi đủ để đấu lại bà ta sao? Cho dù là Phục Võ trước đó hay Tịnh Sơ bây giờ, có thể nói đều là sự tồn tại đỉnh cao của nền văn minh cấp 5, cường giả ở cấp bậc này gần như là sự tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, mà đánh đến lúc này, ba chí tôn này lại không có bản thể, điều này khiến cô ta rất bực mình. Ba chí tôn đã trở nên mờ ảo trầm giọng nói, đến ngay đây. Pháp thần ác đạo nhìn Tịnh Sơ cách đó không xa, lắc đầu, nếu ác thư của ta ở đây, có lẽ có thể nhốt bà ta lại. Ác thư của cô ta vừa bị thanh kiếm của Diệp Quân xé nát, đến giờ vẫn chưa khôi phục, đương nhiên điều quan trọng nhất là mấy ác tự và ác huyết đó đều đã bị Diệp Quân nuốt chửng. Ba chí tôn bỗng nói, theo ta biết pháp thần có một thần vật thuộc nền văn minh quy giả trong truyền thuyết, tại sao không dùng? Nghe ba chí tôn nói thế, các vị thánh vương đều khá ngạc nhiên, nhìn sang pháp thần ác đạo, người phụ nữ này còn che giấu thực lực. Pháp thần ác đạo quay đầu nhìn ba chí tôn, theo ta biết, tộc đại vu nền văn minh vô gian ngươi có ba vị chí tôn, hai tộc trưởng và vu tế sư, sao các ngươi không phái đến? Ba chí tôn không trả lời. Thật ra mặc dù ác đạo minh và nền văn minh vô gian hợp sức với nhau, nhưng cả hai thế lực đều biết đây chỉ là tạm thời. Sau khi giải quyết xong nền văn minh thiên hành, hai thế lực họ chắc chắn vẫn còn một trận chiến, thế nên cho đến tận giờ cả hai bên đều có sự dè dặt. Ba chí tôn bỗng bật cười, pháp thần. Ta và cô đều biết rõ, chúng ta mà nội loạn, sẽ chỉ để nền văn minh thiên hành và Diệp Quân được lợi thôi. Pháp thần ác đạo bình tĩnh nói, nếu các ngươi kéo chân quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ này, ta có thể giết Diệp Quân. Vu Dịch lập tức nói, Diệp Quân yếu như thế, tại sao bọn ta đi cưỡng chế người mạnh, người lại giết người yếu hơn? Pháp thần ác đạo liếc nhìn Vu Dịch hơi sợ, pháp thần ác đạo gật đầu, được. Vậy ta sẽ giữ chân quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ, các ngươi giết Diệp Quân. Dứt lời, cô ta như sợ nền văn minh vô gian hối hận lập tức lao về phía quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ. Pháp thần ác đạo dù gì cũng vẫn kiêng kỵ Diệp Quân. Cái tên mà Nhất Điện chủ từng đích thân nói rằng không thể trở mặt này, hiển nhiên là có chỗ chống lưng cực kỳ mạnh. Cô ta từng gặp Nhất Điện chủ, làm sao không biết bà ta cao ngạo đến nhường nào. Nên chỉ một câu nói của bà ta là đủ để chứng minh sức mạnh của người đứng sau Diệp Quân. Nhưng cũng chỉ có một chút kiêng kỵ mà thôi.
Nhất điện chủ nói tạm thời không thể trở mặt, không đồng nghĩa với sau này không thể. Nhưng cô ta vẫn giữ lại hậu chiêu, để Diệp Quân và vũ trụ vô gian đánh nhau tới chết. Thấy pháp thần ác đạo lao về phía Tịnh Sơ, trực giác mách bảo Vu Dịch có chuyện không hay sắp xảy ra. Nhớ tới Diệp Quân hiện nay yếu hơn Tịnh Sơ rất nhiều, cô ta nhíu mày, không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Mà quay phát lại nhìn ba chí tôn và các cường giả khác. Ông ta không nói không rằng mà nhấc chân, hóa thành cầu vồng lao về phía Diệp Quân. Tịnh Sơ đang chiến đấu với pháp thần ác đạo và cổ thần long bên kia thấy cảnh này thì biến sắc. Bà ta vừa toàn chạy đến thì đã bị vô số lôi kiếp và cổ thần long kia hung hăng chặn lại. Tịnh Sơ không thèm để ý, xoay người chịu đựng hai đòn tấn công để tiếp tục lao tới. Khi xuất hiện trước Diệp Quân, khóe miệng bà đã đỏ thắm máu tươi, vết thương chồng chất, nhưng tay vẫn tung đấm. Sức mạnh khổng lồ ùa ra đẩy lui ba chí tôn, nhưng bản thân bà ấy cũng trả giá bằng một ngụm máu. Bỗng nhiên Tịnh Sơ biến sắc kịch liệt, vội vàng quay lại, chỉ thấy Diệp Quân đang vung kiếm thanh huyền đâm thẳng về phía bà ta. Bà ta vội lùi lại trong hoảng hốt, nhưng giữa trán vẫn ứa ra một giọt máu. Tịnh Sơ bàng hoàng mở to mắt nhìn Diệp Quân. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, Tịnh Sơ cô nương, hắn đã tiến vào trạng thái phong ma toàn phần rồi, không quen biết ai hết. Cô hãy cùng ta áp chế. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân đã túm nó vứt ra bên ngoài, sau đó vung kiếm chém xuống. Oanh! Tiểu Tháp bị đánh bật về phía Tịnh Sơ. Trên người toàn là vết nứt nẻ. Nó lắp bắp, má ơi! Danh con, ta là tháp gia của mi mà cũng dám dùng kiếm thanh huyền chém hả? Tịnh Sơ đón lấy nó, nhìn lên chỉ thấy trong mắt Diệp Quân tràn ngập sát ý, lệ khí và oán niệm. Tịnh Sơ trần trừ, đoạn đưa tay lên chỉ vào hắn rồi chỉ vào bản thân, người phe mình. Rồi cảm thấy không đúng nên sửa lời, quả phe mình. Tiểu Tháp. Nhưng Diệp Quân mặc kệ, hóa thành kiếm quang đỏ máu chém tới. Tiểu Tháp la lên, chạy trước đi, để hắn tập trung vào bọn kia. Tịnh Sơ nghe vậy thì do dự một thoáng trước kia thoát cái lùi lại mấy vạn trượng. Quả nhiên, Diệp Quân chuyển sự chú ý sang mấy tên Thánh Vương. Bọn họ thấy hắn nhìn sang thì đều nhíu mày, tự hỏi tên này đang chơi trò gì. Xoẹt! Chỉ thấy Diệp Quân bất thình lình biến mất. Tông Thánh Vương nhấc chân, tay tung cú đấm. Một quầng sáng vàng ùa ra, nhưng chỉ vừa chạm vào kiếm thanh huyền đã vỡ vụn. Bản thân ông ta còn bị đánh bay đi nghìn trượng. Các Thánh Vương khác không khỏi khiếp sợ. Sao tự dưng người này mạnh lên dữ vậy? Nhất là Vu Dịch, sắc mặt xấu xí vô cùng khi nhận ra điều này. Hắn làm cách nào mà mạnh lên nhanh như thế? Chém lui Tông Thánh Vương rồi, Diệp Quân không dừng lại mà hóa thành kiếm quang đánh về phía hai Thánh Vương khác. Bọn họ không dám khinh thường mà trực tiếp đỡ đòn từ kẻ vừa mạnh vừa cầm thần kiếm này, thế là đồng loạt lui về. Diệp Quân đã hoàn toàn phong ma lại không cần ngơi nghỉ, tiếp tục hóa thành kiếm quang lao tới. Cả người hắn tỏa ra lệ khí, sát ý và ác niệm. Kiếm vừa vung ra mang theo đặc tính hủy thiên diệt địa, khiến Thánh Vương cũng phải né tránh. Bên kia, pháp thần ác đạo thấy cảnh tượng này thì xa sầm mặt. Cô ta không ngờ Diệp Quân có thể hấp thu cả ác tự lẫn ác huyết của mình, mà đó là còn chưa hấp thu hết, bằng không hắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Công sức bao năm tích cóp, cuối cùng thành đá kê chân cho người khác. Mẹ, thằng này giỡn mặt đủ rồi. Pháp thần ác đạo gằn giọng với cổ thần long, giết hắn. Rồng ta gầm lên rồi tông về phía Diệp Quân khiến tinh hà hủy diệt. Diệp Quân lại không tránh né, lao về phía con rồng. Hắn bị đánh bay, nhưng cổ thần long cũng rít lên một tiếng thê thảm khi suýt nữa bị chém đứt đầu. Lớp phòng ngự của nó chẳng là cái đinh gì trước kiếm thanh huyền của hắn. Các Thánh Vương thấy vậy thì kinh hãi, không ngờ thân xác của cổ thần long lại chỉ như tờ giấy trước mặt Diệp Quân. Thế là càng không dám liều mạng. Và lại họ cũng nhận ra Diệp Quân đã thành một kẻ điên. Điên đến triệt để. Mẹ nó chứ. Người phe mình mà cũng chém nốt. Người mềm yếu sợ kẻ hung bạo lại sợ hạng liều mạng. Hạng liều mạng lại sợ mấy tên điên. Thấy hắn điên đến như vậy, các cường giả đều mắt tròn mắt dẹt, không dám ra tay. Tiểu Tháp bỗng nói, Tịnh Sơ cô nương mau vào tháp trị thương. Tịnh Sơ gật đầu,
đang muốn chui vào thì cảm nhận được gì đó mà ngoái nhìn. Chỉ thấy tinh hà nơi xa biến mất khi có khí tức đáng sợ kéo tới. Thấy rõ đó là ai, Tịnh Sơ nheo mắt lại. Là bản thể của ba chí tôn. Bà ta nói, tiểu quả tháp, chúng ta cùng nhau giúp hắn lấy lại lý trí. Diệp Quân hiện giờ tuy mạnh nhưng vô cùng bất ổn, càng không chịu rút lui. Mà lấy sức mạnh của họ hiện nay đối đấu với các cường giả và những khí tức mịt mờ khác, bảo đảm không có phần thắng. Mấu chốt là hắn đã hấp thu quá nhiều ác nghiệp, lại chữ trong cơ thể chưa tiêu hóa hết, nếu tiếp tục có thể nổ tan xác. Phải mang hắn đi. Nói xong, Tịnh Sơ cầm theo tiểu tháp chạy về phía Diệp Quân. Đúng lúc hắn vung kiếm theo bản năng, tiểu tháp đã la lên, tiểu chủ mẫu thiên thiên. Quỳnh. Một tia sáng vàng tỏa ra từ trong cơ thể khiến Diệp Quân khựng lại, tạo điều kiện cho Tịnh Sơ đặt tay lên vai hắn. Ầm. Bà ta truyền ý chí võ đạo vào. Diệp Quân run lên bần bật, sức mạnh huyết mạch bất ngờ bộc phá, suýt nữa đánh văng Tịnh Sơ đi. Bà ta khiếp sợ không thôi. Tiểu tháp kêu lên, để ta. Nó khẽ chấn động, hóa thành tia sáng vàng chui vào đầu Diệp Quân. Duỳnh. Tỏa ra khí tức hùng hậu trấn áp huyết mạch phong ma. Bên kia, Tông Thánh Vương thấy vậy thì toan ra tay nhưng bị Chử Thánh Vương cản lại, chúng trốn không thoát đâu, để hắn khôi phục lại đi. Tông Thánh Vương nhìn ba chí tôn ở đằng xa rồi lại nhìn Diệp Quân, âm thầm đồng ý. Tình trạng này của Diệp Quân ban cho hắn chiến lực quá cao cường, để hắn trở lại bình thường có khi dễ đối phó hơn. Với cả ba chí tôn đã dùng chân thân đến đây, bọn họ chỉ cần đứng xem kịch vui là được. Ở đằng xa, Diệp Quân dần lấy lại được lý trí dưới sự phối hợp của Ngao Thiên Thiên, Tiểu Tháp và Tịnh Sơ. Thấy ánh mắt hắn thanh tỉnh trở lại, Tịnh Sơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy hắn vẫn tỏa ra sát ý, lệ khí và ác niệm đáng sợ. Huyết mạch phong ma vẫn sôi sùng sục, chỉ cần ác niệm dâng cao là nó lại quậy tanh bành một trận. Ba chí tôn bật cười, quan chấp hành Tịnh Sơ, nếu trước đó ngươi lựa chọn rời đi thì chúng ta không ngăn lại được, nhưng bây giờ ngươi có muốn cũng không còn cơ hội. Ông ta biến mất tại chỗ. Quỳnh. Khí tức hùng hậu càn quét khắp nơi. Pháp thần ác đạo ở xa cảm nhận được thì nheo mắt. Không ngờ chân thân của ba chí tôn mạnh hơn bản thể đến cả chục lần. Không hổ là chí tôn. Thánh vương của vũ trụ vô gian còn có chênh lệch trình độ, nhưng chí tôn thì hoàn toàn không có. Đây là lý do Tịnh Sơ phải giúp Diệp Quân khôi phục thần trí, bởi vì chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết bà ta hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn ba chí tôn lại. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao thì Tịnh Sơ không sợ, nhưng tình hình hiện tại thì chẳng bằng 6-7 phần khi ấy. Tịnh Sơ đứng che trước người Diệp Quân, siết tay phải lại. Ý chí võ đạo ngưng tụ trong tay, một dòng máu trào ra từ khóe miệng. Bà ta vung đấm. Quỳnh. Tịnh Sơ lẫn Diệp Quân văng đi gần vạn trượng. Ba chí tôn nhìn theo, khẽ cười, tiếc rằng ngươi không ở trạng thái đỉnh cao, bằng không sẽ càng thú vị. Tịnh Sơ lau đi vết máu, nhìn sang Diệp Quân, tiểu quả tháp, ngươi đưa hắn vào trong được không? Tiểu tháp run lẩy bẩy, không được, huyết mạch phong ma của hắn đang rất manh động. Lúc nào cũng có thể khiến tiểu chủ phát điên hoàn toàn. Ta phải trấn áp đầu óc hắn, không cho nó ảnh hưởng. Thứ huyết mạch chết toi, tiểu tháp đang thầm mắng trong lòng. Tịnh Sơ thì im lặng. Tiểu tháp vội nói, đưa hắn đến Đại Chu là được rồi, ở đó có kiếm khí của cô hắn. Tịnh Sơ hít vào một hơi rồi xoay người. Một giây sau, Diệp Quân bị ý chí võ đạo ngút trời nâng lên dán vào lưng Tịnh Sơ khi bà ta cõng hẳn lên. Tình. Rồi thân xác và linh hồn bà ta bốc cháy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.